Rồi xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước. Thì hôm nay em lên một cái video để giới thiệu những cái sản phẩm hiện tại đang có bên kho của em luôn nha. Rất là nhiều các sản phẩm mới cho anh chị mình luôn. Thì anh chị mình quan tâm sản phẩm nào thì cứ vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn những anh chị em mình quan tâm, mình mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về nha. Rồi thì đầu tiên ở đây trong cái kiện hàng của Nhật vừa về ha thì em có cho anh chị em là một cái đầu, nó đây là cái đầu máy nổ. Thì cái này á, là gọi là đầu máy nổ thì thật ra là người ta sử dụng cho máy cắt cỏ cũng được nha anh em. Cái này là của thương hiệu Mitsubishi nha, đó, hàng nội địa Nhật, ship Mitsubishi ha. Cái này là made in Japan luôn nè, đó, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Rồi thì cái này á, là nó là sử dụng cái động cơ hai thì nha, đó, động cơ hai thì xăng pha nhớt nha anh em. Rồi cái này nó khoảng là 25cc. Rồi thì cái này á, thì anh em nếu như mà mình có cái cần rồi á, hoặc là anh em xài máy cắt cỏ ở nhà mình bị hư rồi á, nó thì mình chỉ việc mình lấy cái cần mình lắp vô đây là xài máy cắt cỏ thôi. Còn anh em có thể là mình mua để mình chế những cái vấn đề khác như là chế xe máy nè, hay là chế cái ghe rồi ha, cái máy ghe tàu thuyền gì đó nó, hoặc là cái máy cưa tùy anh em thôi. Đó, anh em là sự sáng tạo của anh em tới đâu thì anh em xài được tới đó nha. Còn cái máy này á, là động cơ xăng. Đó, động cơ xăng pha nhớt nha anh em, động cơ hai thì xăng pha nhớt nha. Rồi cái này á, là nói lại lần nữa là của Mitsubishi ha, chính hãng made in Japan. Tình trạng của nó thì hầu như chưa qua sử dụng nha anh em, nhưng mà hàng bãi về thì nó trầy trầy rồi, nó như vậy thôi. Nó chứ còn ngon lắm, còn ngon, đẹp, xịn. Rồi thì cái con này thì bên em đang bán với giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Đó, 1,5 triệu một cái cục máy như vậy nha anh em. Đó, rồi anh em nào quan tâm tới cái máy nổ của Mitsubishi thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin cho em nha. Đó, chỉ là cái cục máy này thôi. Rồi, 1,5 triệu nha anh em. Anh chị em được là một cái lô đèn công trình sử dụng pin của Hataya. Thì đây là cái đèn công trình sử dụng pin của thương hiệu Hataya anh em ha. Đó, thì đây, nó những cái mẫu đèn này á, thì nó rất là bền ha. Cũng như là nó có thiết kế là chống nước luôn nha anh em. Đó, đây em cho anh em coi sơ qua. Đó, ở phía sau của nó ha, thì nó có cho mình thêm một cái bát này nữa nè. Cái bát này thì anh em có thể mình gắn vô trong cái chân đèn á. Đó, mình có cái đồ khóa ha, hoặc gắn vô trong những cái chân đèn. Còn không, anh em có thể mình để dưới đất luôn cũng được ha. Đó, mình để dưới đất nó cũng đứng lên như vậy cho mình luôn nè. Đó, khá là ok nha. Rồi, cái này thì anh em có thể điều chỉnh được nè. Đó, rất là hay ha. Rồi thì cái đèn này á, là phía sau nó có cái lỗ sạc cho mình nè. Đó, của thương hiệu là Hataya. Đó, đây, thương hiệu Hataya anh em ha. Và đi kèm nó có cho mình luôn cái adapter sạc. Cái này là sạc được điện AutoVolt luôn nha, từ 100 cho tới là 220V luôn. Đó, nói chung nó rất là tiện lợi. Rồi thì cái này em sẽ đo sơ kích thước của cái đèn này cho anh em mình luôn. Rồi cái này chiều ngang của nó là 25 anh em ha. Đó, 25cm. Còn về chiều cao là 23. Rồi 25 x 23. Thì cái đèn này ở phía sau nó có cho mình là hai cái chế độ. Một cái chế độ là cấp độ 1 là cấp độ sử dụng pin. Đó, còn cấp độ thứ hai là cách độ mà anh em ghim vô trong điện anh em xài. Đó, thì cấp độ thứ hai thì nó sẽ ghim điện, cấp độ 1 thì sử dụng pin. Rồi cái này em sẽ mở thử cho anh em xem luôn nha. Đó, em mở thử đây. Rồi, đó, anh em thấy ha, khi em tắt đèn thì nó rất là sáng luôn nha anh em. Đó, nó rất là sáng nha. Đó, thì cái này là bóng đèn LED cho nên là cái pin của nó cũng tương đối rất là tiết kiệm điện ha, rất là sáng luôn nè. Đó, cho anh em xem ha. Rồi, nó tản sáng rất là tốt nha. Rồi thì có thiết kế là chống nước luôn cho anh em mình ha. Khi để ví dụ làm công trình hoặc đi đâu đó cắm trại dã ngoại gì đó ở ngoài trời, ngoài nắng, ngoài mưa gì đó thì nó cũng khá là ok. Rồi thì cái lô đèn này, cái về đợt này giá rất là tốt cho anh em luôn nha anh em. Đó, thì anh em nào mình xài xong thì mình chỉ việc bật công tắc ở đây mình tắt thôi. Đó, nói chung là thiết kế của đồ Nhật, nói Hataya là đồ công trình rất là nổi tiếng của Nhật rồi, thì anh em biết rồi ha, chất lượng rất là cao. Đó, những cái này á, thì nó đều có cái bát cho anh em mình luôn nha. Có cái á, thì nó có cái bát này nữa, có cái thì nó có bát 500, còn có cái thì bát dặn, thì tùy giao. Đó, hàng bãi về. Đó, rất là tình trạng của nó thì nó như nhau anh em ha, tình trạng thì còn khá là ok nha, kích thước thì cũng như nhau luôn.
Rồi thì cái đèn này thì bên em đang bán thanh lý cho anh em với giá là 700k một cây nha anh em. Đó, 700k một cây ha, lô hàng đèn công trình của Hataya sử dụng pin và có thể là ghim điện trực tiếp vô xài cũng được luôn. Rồi điện AutoVolt, điện sạc AutoVolt thì anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật rất là xịn sò anh em ha. Đó, đây, đây là lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật ha. Đó, cái này là cái dung lượng của nó là 4000mAh. Đó, anh em thấy nó rất là mỏng nha. Đó, nó khá là mỏng ha, nó rất là mỏng, rất là đẹp, rất là gọn gàng. Thường á thì cái dung lượng 4000mAh là mình sẽ sạc được điện thoại khoảng là một lần ha anh em. Nó ví dụ những cái điện thoại dung lượng cao là mình sẽ sạc được một lần, còn những cái điện thoại mà dung lượng thấp thì mình sẽ sạc được hai lần. Đó, thì nó rất là gọn gàng ha anh em. Rất là gọn gàng, với lại cái này nó là hàng nội địa Nhật cho nên là cái pin của nó sẽ rất là khủng, tức là cái độ bền pin của nó sẽ rất là cao. Rồi thì cái này là như anh em thấy nó có các màu, nhưng mà khi gửi đến anh em thì em sẽ gửi màu ngẫu nhiên và em sẽ ship một lần là hai cái anh em ha, bởi vì nó rất là rẻ. Rồi và đi kèm nó có luôn cho anh em cái cáp anh em ha. Đó, cái cáp là để dành cho anh em sạc cái cục sạc dự phòng này, ví dụ như là đó, sạc dự phòng này thì anh em ghim vô cái đầu này là đầu TC nè, mình ghim vô mình sạc nè. Rồi một đầu còn lại anh em cắm vô trong cái cốc sạc USB của mình là mình xài ha. Còn nếu như anh em mình muốn sạc điện thoại thì mình lấy cái chui USB mình ghim vô đây rồi mình sạc điện thoại thôi. Rồi, khá là hay luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật anh em thấy không? Đó, hàng nội địa Nhật ha, chữ Nhật nè. Rồi cái này là 4000mAh. Đó, rồi ok, tình trạng thì hầu như là chưa có qua sử dụng nha anh em. Mà cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Thí dụ như cái này là em sẽ bán một lần một cặp nha anh em, một cặp là hai cái ha, hai cái thì màu ngẫu nhiên. Đó, hai cái là hai cái với là cái cáp sạc thì giá cũng chỉ có là 220k thôi, tức là chỉ có hơn 100k một cái thôi. Nó giá rất là rẻ cho anh em ha. Hai cái là 220k. Rồi, đi kèm cái cáp sạc cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào mà mình quan tâm, mình có nhu cầu á, thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, rất là mỏng ha, rất là mỏng, rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, hai cái em ship một lần hai cái là 220k nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái bộ combo vớ ha anh em, vớ Tommy. Đó, vớ xịn anh em ha, hàng xuất qua châu Âu nha. Đó, thì đại khái em cho anh em coi sơ đi. Đó, anh em mình thấy ha, hàng xuất qua châu Âu ha. Một cái combo như vậy, nó qua tới Mỹ á, thì nó khoảng là 99 đô nè anh em. Combo là gồm 5 đôi anh em ha. Đó, combo 5 đôi. Nó qua tới Mỹ là nó khoảng là 99 đô. Đó, đây nè, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ anh em ha. Đó, tình trạng của nó thì chưa có qua sử dụng nha. Và cái vớ này á, thì em sẽ bán một lần là 5 đôi anh em ha. Số lượng thì nó bán một lần thì 5 đôi. Nó gồm là màu trắng nè, màu xám nè anh em thấy không? Màu trắng, màu xám với là màu xanh. Đó, thì em sẽ bán một cái combo là nó gồm 5 đôi. Đó, 5 đôi là 100k. Nó chỉ ở bên qua tới Mỹ 100 đô mà ở đây em chỉ thanh lý 100k thì khoảng là 20.000 một đôi thôi, 20k một đôi thôi. Đó, nó có 3 màu, màu xanh nè, màu xám và màu trắng nha anh em. Rồi thì cái này em ship một lần là 5 đôi thì anh em quan tâm thì anh bóc giúp em ha. 5 đôi là 100k. Dạ, rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái mẫu thước kéo của Tajima. Nó rất là xịn anh em ha. Rồi thì mẫu thước kéo của Tajima nó sẽ khác với những cái mẫu thước bình thường. Khác là ở chỗ là cái lưỡi thước nè. Nó cái lưỡi thước này, cái độ cứng của nó cao, với lại là cái chất liệu của nó khá là hợp kim không rỉ anh em ha. Cho nên nó rất là bền. Rồi thì cái mẫu thước của Tajima thì bên em đang có hai size anh em thấy không? Một size là 3,5m, một size là 5,5m nè. Đó, và cả hai cái size này thì đều là chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, ở đây thì nó kéo ra cho anh em xem ha. Nó Tajima nha. Rồi, cả hai mặt của nó đều có số luôn anh em ha. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, đó, Tajima, Nhật Bản. Rồi, thì cái cây màu đỏ là giá của nó là 270k nha anh em. Còn cái cây màu vàng á, cây màu đỏ này là 3,5m nè.
Còn cái màu vàng này là 5,5m, 3,5m thì 270k, còn 5,5m là 350k nha. Đó, anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em nha. Cái thước của Tajima thì nó rất là xịn nha anh em, rất là cao cấp nha. Rồi, ok. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em về được cho anh chị em mình là mấy cái loa Synco. Đó, mấy cái loa nghe nhạc Bluetooth Synco của Nhật cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì cái loa này á, nó cũng rất là hay anh em ha. Nó kết nối trực tiếp với điện thoại để anh em có thể nghe nhạc nha. Nó là loa Bluetooth ha. Ở đây thì nó có công tắc on off nè. Mình chỉ việc mình giữ vài giây là nó sẽ mở lên ha. Em mở hai cái lên cho anh chị em mình xem cho đẹp nha. Rồi thì cái dòng ngoài anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Nó có một cái dòng đèn nhìn rất là đẹp nha. Và đèn này á, thì nó có nhiều cái màu sắc lắm ha. Mình có thể mình bấm cái cho nó đổi màu nè. Đó anh em thấy em bấm cái nó đổi các màu luôn ha. Đó. Rồi, và cái này nó cũng khá là hay, ở trên đây nó có cái là sạc điện thoại mà sạc không dây anh em ha. Nhưng mà khi mà muốn sử dụng chế độ sạc không dây á thì mình phải cắm cái nguồn, tức là mình cắm cái dây sạc trực tiếp vô trong đây. Đó, mình cắm trực tiếp vô trong đây là mình để điện thoại lên nó mới sạc được nha anh em. Còn nếu như không á thì mình chỉ sử dụng chế độ pin thì không có sạc được điện thoại, chỉ nghe nhạc thôi. Rồi thì cái này á em cũng kết nối cho anh em với điện thoại cho anh em nghe thử ha. Cái này thì em đã kết nối rồi, chỉ việc làm kết nối với Bluetooth thôi, rất là đơn giản anh em nha. Rồi em mở nhạc lên cho anh em nghe, ví dụ nhạc bolero đi, em thích nghe nhạc bolero ha. Rồi cho đời hiểu hát yên thì nẻo vào tim, mở rộng hay khép môi thắm trao duyên. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng, đợi chờ hồi âm để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng. Đó anh em thấy ha, nó khá là hay nha anh em, âm thanh cực kỳ hay luôn á ha. Và ở đây nè, cái này mình có thể nè, mình mở lên mở xuống anh em ha, để cho nó nằm cũng được. Đó, mình để cho nó nằm để mình gác điện thoại lên cũng được, hoặc mình để dựng điện thoại cũng khá là hay ha. Rồi thì bây giờ em sẽ test thử cái chức năng mà sạc điện thoại không dây luôn, cũng như đi kèm nó là nó có cho mình cái cáp sạc anh em nha. Ví dụ như mình xài hết pin thì mình cắm vô cái cáp sạc này mình xài thôi ha. Đó thì đây em, nó bên đây nè, nó có cái chui tai si nè, nó chui tai si bên hông ha, anh em cắm vô là anh sạc thôi. Thì bây giờ á em cắm vô, đó em cắm vô để em test cái chức năng mà nó sạc không dây cho anh em ha, sạc không dây bằng điện thoại cho anh em luôn nha. Rồi khi mà em cắm có cái cọng dây điện nè, cọng dây điện này em cắm vô trong đây thì em chỉ việc là để cho nó sạc cho dễ nhận diện nè. Đó, thấy không? Đó, nó đang sạc anh em ha. Đó thì tức chức năng sạc không dây qua điện thoại luôn nha anh em. Chỉ việc là mình gác cái lưng của điện thoại vô trong đây thôi. Và những cái điện thoại của mình nó phải có cái chức năng là hỗ trợ sạc không dây thì mới sạc không dây được nha anh em. Chứ có nhiều anh em không biết á, mình xài cái dòng điện thoại đời cũ ngày xưa đó thì nó sạc không dây không được đâu nha. Những cái điện thoại ví dụ như iPhone, mà iPhone 11 trở về sau á thì sau này nó có chức năng sạc không dây anh em thấy không? Đó, đây nè. Em vừa để vô là nó sạc liền anh em thấy không? Nè, em lấy ra nè, em đặt vô lại nè. Đó ha, để chữ đỡ sạc ha, nó đang sạc vô á. Đó, rất là hay luôn nha anh em. Rồi thì cái chức năng sạc không dây này nó cũng khá là tiện trong cái lúc mình vừa nghe nhạc mà mình vừa có thể sạc được điện thoại luôn thì cũng rất là hay. Nhưng mà với điều kiện là mình phải cắm cái dây sạc vô trong đây thì mới xài được chức năng sạc không dây nha anh em. Đó. Rồi thì cái này nó cũng hay, rất là hay là anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, ở đây mặt trước này nó có hiển thị cái đồng hồ luôn. Nó thì khi mà mình mua về thì mình cứ có thể là mình cài đặt cái giờ để mà mình coi giờ cũng được nha. Rồi thì cái này á em cũng đo sơ qua cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình dễ hình dung nha. Kích thước thì cái chiều cao của nó là khoảng là 18 cm nha anh em.
Nó chiều cao là khoảng 18 cm. Còn cái đường kính của cái vòng tròn của cái loa này á, là khoảng là 18 luôn. Nó chiều cao 18 và đường kính cũng 18 luôn. Rồi thì cái loa này á, cái công suất của nó là 20W anh em ha. Công suất của nó là 20W, còn cái công suất sạc là 10W anh em nha. Rồi, ok, kết nối wireless audio, tức là anh em mà mình kết nối bằng Bluetooth ha, để anh em nghe nhạc nha. Rồi, ok, thì cái loa này bên em đang bán với giá là 320k một cái nha anh em. Rồi, 320k một cái, anh em nào mình quan tâm mà có nhu cầu á, thì anh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Ở đây em mới về được cho anh chị em mình lại là một cái lô, là lô máy cắt cỏ sử dụng pin anh em ha. Thì cái này nó rất là tiện lợi rồi, hầu như gia đình nào cũng xài hết. Nếu như mình có sân vườn là chắc chắn mình sẽ xài máy cắt cỏ nha. Thì thường những cái dòng mà máy cắt cỏ mà nó sử dụng pin á, nó sẽ tiện lợi hơn là những cái máy sử dụng xăng, ở chỗ là nó không có ồn ào. Và những anh chị em, cô chú bác lớn tuổi đều cũng xài rất là dễ dàng, chỉ việc mình gắn pin vô, mình bóp cái nút là nó chạy thôi. Rồi thì bây giờ cái lô này nó có cái gì đặc biệt thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị em mình. Thì trước tiên thì đây là một cái máy cắt cỏ sử dụng pin, nó rất là gọn gàng, rất là tiện dụng. Anh em chỉ việc là mình cầm cái cò này nè, mình bóp nó, rồi đây là cầm cái tay nữa, là hai tay anh em ha. Hai tay là anh em có thể bóp, anh em cắt rồi ha, mình lia. Nó mình lia tới đâu thì cắt tới đó. Và cái này nó hay ở chỗ là nó có cái nút này anh em có thể kéo giãn cái chiều dài của cái cây cắt cỏ ra để cho nó phù hợp với cái tư thế mình. Thì cái chiều dài tối đa của cái máy cắt cỏ pin này là lên 1m2 nha anh em. 1m2 thì nó rất vừa vặn để mình có thể vừa đứng vừa cắt nha. Rồi, và một cái phần đặc biệt nữa là ở phần đầu của cái máy cắt cỏ thì anh em thấy ha, ở cái phần đầu này là nó có cho mình cái nút để anh em điều chỉnh cái độ ha anh em. Ví dụ nè, em bấm cái nút này thì em điều chỉnh cái độ của cái lưỡi cắt nè. Đó, gập lên gập xuống gì đó anh em ha. Gập lên gập xuống gì đó tùy cái nhu cầu của anh em ha, cũng như cái tư thế mà anh em muốn cắt thì anh em có thể bấm nút nó ha để điều chỉnh nha. Đó, khá là hay ha. Rồi, còn cái phần tay cầm này cũng vậy, thì ở đây nó có cái nút này, anh em có thể xả ra rồi anh em đưa tăng lên tăng xuống gì đó cho nó phù hợp với cái tư thế mình nha. Nó nhìn vô là mình đã thấy được rất là nhiều cái mà tiện lợi ở một cái máy cắt cỏ này rồi nha. Và đi kèm nó anh em thấy ha, cái phần đây là cái phần inox ha. Nó mình nhìn vô là mình thấy inox rồi, nó cũng không rỉ là nó rất là bền. Rồi, tiếp theo về cái phần lưỡi cắt thì đi kèm cái bộ combo là anh em thấy ha, nó cái nhà sản xuất người ta cho mình rất là nhiều cái dụng cụ. Cái thứ nhất là cái này là cái đầu tiếp để anh em có thể mở cái lưỡi cắt ra. Đó, mình mở cái lưỡi cắt ra anh em ha. Ở đây nè, ở đây nó có cái con ốc nè, nó mình sử dụng cái đầu tiếp này để mình mở con ốc ra. Và trong đây rất là nhiều cái lưỡi cho anh em mình thay thế nha. Đó, cái thứ nhất nè là anh em thấy nó có những cái lưỡi nhựa. Cái lưỡi nhựa này anh em nhìn như vậy thôi, chứ khi mà anh em lắp vô thì anh em cũng có thể cắt được cỏ luôn nha anh em. Lưỡi cước còn cắt được mà, thì lưỡi nhựa là vô tư ha. Nó cho mình mấy cái lưỡi cước luôn ha. Và một cái lưỡi nè, đây là lưỡi kim loại. Lưỡi kim loại này nó cũng rất là hay. Cái thứ nhất là nó rất là bén để anh em cắt được cỏ, hoặc là những cái cây nhỏ nằm ở dưới cỏ anh em ha. Và cái thứ hai, nếu như nó có lỡ bị mẻ, nếu như mình cắt trúng gạch đá bê tông gì đó thì nó mẻ thì mình cũng dễ mài lại. Bởi vì cái kiểu này thì mình chỉ cần đưa vô máy mài, mình mài nhẹ cái là được rồi. Đó, thì cái lưỡi này nó rất là tiện nha. Và đi kèm nó thì nó có luôn cho mình thêm một cái lưỡi nữa, là lưỡi này, cái lưỡi tròn. Thì cái lưỡi tròn này đường kính của nó cũng là 150mm. Nó đường kính của nó là khoảng 150mm. Thì cái lưỡi tròn này á, nó cũng có tác dụng cắt được cỏ, và nó cắt được những cái cây to. Ví dụ như là những cái chân cỏ già đó anh em ha. Ở dưới nó sẽ có những cái cọng cỏ nó to thì to luôn á. Cái chân già thì anh em sử dụng cái này, hoặc là những cái cây nhỏ nó thì anh em cũng cắt bằng cái này được luôn nha. Rồi, thì rất là hay. Và trọn bộ của nó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, được 2 viên pin nè. Đó, 2 viên pin này thì anh em thấy nè, vừa sạc vừa xài cũng khá là ok. Đó, chỉ việc là anh em gắn vô đây bấm thôi. Đó, rồi tổng thể của cái máy cắt cỏ thì anh em thấy ha, rất là gọn gàng ha. Ở đây nè, em chỉ việc bóp cái là chạy nè. Cái trớn, cái tốc độ chạy rất là cao nha anh em. Rồi, ok.
Đó thì anh em mình nhìn là mình thấy rồi ha, nó một cái máy cắt cỏ rất là tiện lợi cho anh em. Đó rồi, và anh em thấy đi kèm nó là nó có gồm cho mình là một máy nè, hai pin nè, một sạc nè, và sạc này là sạc được autovol luôn anh em ha, từ 100 cho tới 220 anh em được sạc được hết luôn nha. Rồi trọn bộ của nó gồm phụ kiện nè, nó các cái đầu lưỡi cắt nè, hai pin, một sạc, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, trọn bộ như vậy thì bên em đang bán với giá là 650k nha anh em. Đó, 650k, rất là thích hợp cho anh em làm vườn nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy cắt cỏ sử dụng pin này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái dòng quạt pin. Đó, một cái dòng quạt pin của Nansen. Thì cái dòng quạt pin này nó cũng khá là hay anh em ha. Nó thiết kế cũng rất là đặc biệt. Nó thiết kế á, cái thân quạt thì tất cả đều bằng kim loại hết nha anh em. Đó, nó rất là tiện lợi cho mình xài luôn, bởi vì anh em cầm nó rất là gọn gàng như vậy nè. Nó nhưng mà cái lực của nó cũng tương đối rất là mạnh nha. Và cái đầu này của nó nè, anh em có thể nè, anh em dặn con ốc này ra là anh em chỉnh được cái độ nghiêng ha. Nó nghiêng lên nghiêng xuống gì đó là nó tùy vào cái nhu cầu của anh em ha. Đó, và đi kèm của nó là trọn bộ của nó là gồm một cái quạt, một cái viên pin và một cái sạc. Với lại cái quạt này á, là em đo sơ cái đường kính cho quạt cho anh em luôn là 22 cm. Đường kính là 22 cm ha, còn chiều cao tối đa từ dưới đất lên tới cái đỉnh quạt là khoảng là 28 cm. Rồi, và cái công tắc on off của cái quạt này nó nằm ở phía sau nè anh em. Đó, nó có hai cấp độ thứ nhất nè. Đó. Rồi, cấp độ thứ hai, cả hai cấp độ đều rất là mạnh anh em nha. Đó, rất là mạnh luôn nha. Đó, khá là mát, anh em nghe cái độ ồn của nó là anh em biết rồi ha, nó rất là mạnh. Đó. Mà cái này một viên pin đó thì mình xài cũng được tùy cấp độ anh em ha, mình xài được từ 3 tiếng cho tới là 6 tiếng luôn. Nó rất là xài rất là lâu. Nó cái quạt Nansen á thì anh em biết rồi ha, cái những cái hàng mà hàng bãi về á thì cái chất lượng của nó rất là nồi đồng cối đá. Người ta sản xuất tất cả đều bằng kim loại nè anh em. Anh em nhìn từ cái khung này ha, bằng kim loại nè, khung sắt cũng bằng kim loại, thậm chí tới cái cánh cũng bằng kim loại luôn. Đó. Và cái này trọn bộ ha, là gồm là một cái quạt nè, một cái viên pin nè, đó, pin 20V anh em ha. Rồi, và một cái sạc như vậy, sạc là sạc autovol luôn nha anh em, tức là sạc được điện từ 100 cho tới là 220 luôn, đó. Rồi, trọn bộ như vậy thì bên em đang bán với giá là 450 nha anh em. Đó, trọn bộ như vậy giá là 450, còn nếu như anh em muốn mua thêm một viên pin nữa thì 100k nha anh em. Đó, nếu như anh em muốn mua thêm một viên pin nữa là 100k. Thì nói chung cái pin này nó cũng rất là thông dụng anh em ha. Nó cũng giống như cái đầu pin của Makita cho nên là nó cũng khá là thông dụng nha. Rồi, còn cái combo quạt này á, là gồm là một máy, một pin, một sạc. Đó, thì giá là 450 nha anh em. Đó, khá là tiện lợi. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, thì nay ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái dòng xe đạp thể thao của Maruti. Nó rất là xịn sò, rất là đẹp luôn nha anh chị em. Rồi thì anh chị em mình nhìn vô là mình thấy cái thiết kế của nó rồi ha, rất là hiện đại nha. Đó, những dòng xe đạp thể thao đời mới bây giờ thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái khung sườn anh em nhìn thấy ha, đó khung sườn ha, cái dây này nó âm trong sườn luôn nè, nhìn khá là đẹp nha. Rồi thì cái này mình nhìn qua tổng thể thì anh em sẽ thấy ha, cái hệ truyền động của nó là nè, đó, Shimano nha. Đó, hệ truyền động Shimano. Ở phía trước là 3 dĩa, ở phía sau là 7 líp anh em ha, 3 dĩa và 7 líp nha. Còn về cái hệ thống thắng thì nó gồm là hai cái đĩa thắng trước sau anh em ha. Đó, một cái đĩa thắng phía trước nè và một cái đĩa thắng phía sau. Tổng thể thì rất là đẹp luôn. Và cái con này á thì nó có cho mình là hai cái phuộc anh em ha. Phuộc trước nè, đó, và phuộc sau. Đó, cái phuộc trước và phuộc sau nó giúp cho mình á chạy địa hình hay vận hành nó rất là êm ái nha. Rồi, còn về cái phần yên thì anh em thấy ha, yên cũng là yên thể thao nha. Rồi, còn cái cùm củ đề ở đây á thì cứ là Shimano 3 dĩa 7 líp ha, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi thì cái này á anh em mình nhìn qua là mình thấy ha, nó thiết kế cái màu đỏ đen cực kỳ thể thao luôn nha. Nó những cái màu pha như vậy là em cực kỳ thích luôn. Nó không biết ý kiến của anh em như thế nào ha. Rồi thì cái này á là nó là cái yên này anh em có thể tăng giảm được chiều cao nè. Nó và cái này là chiều cao của nó cũng khá là
khá là thông dụng luôn anh em ha. Tức là chiều cao anh em có thể tăng giảm từ 1m4 cho tới 1m85 anh em vẫn chạy được luôn nha. Thì tức là anh em tập luyện thể dục cũng được, chạy địa hình cũng được, mà mình có thể mua cho con em đi học cũng khá là ok ha. Nó xe đạp thì là một trong những cái môn thể thao mà rất là tốt cho sức khỏe nha. Cái kích thước của cái bánh xe là 26 nha anh em. Đó, 26 nó thích hợp cho anh em là từ 1m4 cho tới 1m85 nha. Và bên em đang về đợt này thì nó có được cho mình là hai màu. Một màu là màu đỏ đen như vậy nha. Một màu là màu cam đen, thì cả hai màu thì đều rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok, giá của xe đạp này bên em đang bán với giá là 3.3 triệu nha anh em. 3.3 triệu, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ combo khoang pin. Giá cực kỳ tốt luôn cho anh chị em mình ha. Cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, combo khoang pin của thương hiệu là Nisio. Rồi thì cái combo này nó cũng khá là đầy đủ cho mình để anh em có thể sử dụng gia đình ha. Cái thứ nhất thì cái thân máy cũng tương đối nhỏ gọn nè. Đó, thân máy tương đối nhỏ gọn ha. Rồi đi kèm nó, trọn bộ của nó là gồm là cho anh em mình là hai viên pin. Đó, và một sạc. Rồi sạc này là sạc được điện AutoVolt luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn. Rồi thì cái này chỉ việc anh em gài pin vô là xài thôi. Đó, có đảo chiều ha. Đảo chiều radio nè, dưới đây cấp độ 1-2 nè. Rồi ở đây có các cái cấp số trượt để dành cho anh em mà dặn máy bắn dít rồi ha. Nó khá là ok ha. Với lại cái đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đó, nó kẹp tối đa mỗi khoang được 10 ly nha. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi ở trên đây nó có cái cân thủy cho mình để trong quá trình mình khoan cho nó vô thẳng cũng khá là ok nha. Rồi đi kèm nó thì nó có cho mình luôn những cái mũi dít thông dụng nè. Đó, hai cái đầu dít dẹp với dít ba ke nè. Và trong đây, trong cái bộ phụ kiện của nó thì nó có luôn. Nó có luôn cho mình mấy cái đầu dít anh em ha. Nó dít dẹp, dít ba ke và mấy cái mũi khoan nè. Đó, mấy cái mũi khoan sắt, khoan gỗ ha. Rồi còn cái đầu này thì anh em có thể mở ốc được luôn nha. Rồi đại khái nó cũng đầy đủ cho anh em mình sử dụng gia đình. Đó, với một cái máy khoan nhỏ gọn, cầm tay, tiện lợi ha. Đầy đủ các chức năng cho anh em mình để mình xài gia đình, mình dặn mở tháo ốc vít đồ. Các chi tiết ha, và quan trọng ở đây nó có cho mình một cái đầu này nữa. Đầu này là đầu nối anh em. Cái đầu nối dài như vậy nè, để em gặn cho anh em xem. Đó, cái đầu nối dài này á, là khi mà anh em có thể mở những con ốc trong cái kẹt. Ví dụ bình thường á, cái co nè, nó có một cái co nhỏ nè, anh em thấy không nè. Đó, nó có cái co nhỏ, anh em dặn nó cũng được luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Đó nè, trong những cái không gian chật hẹp á, mà anh em đưa cái đầu này vô, anh em uống nó đi hướng nào thì nó đi theo hướng đó để anh em có thể dặn ha. Đó, nói chung cái này cũng khá là hay. Rồi thì cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình ha. Rồi trọn bộ gồm một máy, hai pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 600k. Rồi cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, Nisio khá là xịn sò. Rồi ok, thì cái này anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. 600k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em một cái sản phẩm cũng khá là hot nữa nha. Cái này là đồ sưu tầm thôi. Đó, cái này là một cái bộ cờ mạt dược nha anh em. Đây là cờ mạt dược nha. Đó, trong cái lô hàng Nhật về thì em được một cái hộp này. Thì tình trạng là như anh em thấy rồi ha, nó đã có vẻ như đã qua sử dụng rồi. Cũng nhìn cũng cũ cũ thôi, nhưng mà cái này anh em lau lại thì cũng sạch nha. Rồi trong đây thì nó có một cái bộ cờ mạt dược nha. Đó, dành cho những anh em mà mình biết chơi hoặc là sưu tầm nha anh em. Đó, cái này thì ở bên Trung Quốc với lại bên Nhật thì người ta, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật thì người ta chơi những cái này nha. Rồi full một cái hộp như vậy luôn, hàng sưu tầm cho anh em nha. Rồi giá là 1 triệu nha anh em. 1 triệu nha, mà cái này sưu tầm nhìn cũng đẹp lắm anh em. Đó, giá là 1 triệu một bộ này nha anh em. Khá là ok. Rồi 1 triệu, anh em nào chốt thì inbox giùm em. Dạ rồi, em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là bình giữ nhiệt. Rất là đẹp, rất là cao cấp như vậy luôn nha anh em. Rồi thì anh em mình nhìn vô thấy cái thiết kế của nó nhìn giống như một cái chai nước anh em ha. Đó, nó khá là cao nha. Rồi thì cái này á, là nó giữ nhiệt nóng được 12 giờ và giữ lạnh được là 15 giờ. Và dung tích của cái bình này là 1.1 lít. Đó, khá là đẹp anh em ha. Rồi, người ta làm thiết kế nè. Đó, cái chân nó nhỏ, cái đầu nó cũng nhỏ cho nên nó giữ nhiệt rất là cao.
Rồi thì cái này em cũng mở thử bên trong ra cho anh em mình coi thử luôn. Rồi thì cái này chỉ việc mình dặn cái nắp này ra thôi. Ở đây nó có cái phần giữ lại ha, thì mình sẽ không có bị lạc cái nắp ha. Rồi ở trong đây thì anh em thấy ha, nó inox ha, làm bằng inox 316 luôn, rất là an toàn cho sức khỏe nha. Rồi rất là cao cấp luôn, thiết kế cực kỳ đẹp ha. Rồi cái này em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Kích thước thì chiều cao của nó là 31cm anh em ha. Chiều cao 31cm, còn về cái phần chân của nó thì rộng khoảng 9cm anh em nha. Đó, phần chân thì rộng khoảng 9cm, chiều cao thì 31, chân thì rộng 9cm. Rồi, thiết kế cái nắp của nó có cái ron này nè. Nó cái nắp có cái ron này cho nên nó giữ nhiệt cũng khá là lâu anh em ha. Mười mấy tiếng là đủ cho mình là ăn uống hoặc đi đâu đó, đi du lịch cũng khá là ok. Anh em có thể là mình bỏ trong tủ lạnh cũng được. Cái này thì nó nhỏ này, mình có thể để bên hông cái ngăn tủ lạnh cũng được, hoặc để trên xe ô tô cũng rất là ok nha. Rồi và đi kèm nó thì trong cái lô đợt này về nó có luôn cho mình là một cái túi anh em ha. Cái túi như vậy nè. Đó, để khi mà anh em mình có thể mang đi tập thể dục, hay là đi tập thể dục đạp xe, hay là tập thể dục gì đó anh em, hay chơi thể thao gì đó, mình có thể mang đi như vậy được luôn nha. Rồi ok anh em, thì cái bình này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Đó, cái bình này thì bên em đang bán với giá là 400k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, dung tích 1 lít 1 ha, inox 316, rất an toàn cho sức khỏe nha. Rồi giá 400k, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mài gốc rất là xịn sò nha anh em. Đây là cái máy mài gốc của Bosch ha. Đó, rồi Bosch hàng chính hãng nha anh em, Germany. Rồi thì anh em mình lưu ý ha, nói những cái hàng mà máy Bosch mà chính hãng là nó sẽ có cái mã QR code ở đây, anh em quét là ra thông tin của cái máy này nha. Rồi thì cái máy này á, là cái lưỡi cắt của nó là lưỡi một tấc nha anh em. Đi kèm nó có cái nắp chụp bảo vệ và một cái tay cầm cho anh em luôn nha. Đó, nắp chụp bảo vệ và một cái tay cầm luôn. Anh em mình khi mà mình mua á, đó là nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn ha. Nắp chụp bảo vệ với cái tay cầm như vậy. Ví dụ như mình thuận tay phải thì mình gắn tay phải, mình thuận tay trái thì mình gắn tay trái. Khá là ok. Và cái con này nó rất là hay ha. Ở chỗ là nó có điều tốc nè anh em. Thì anh em mình biết rồi, cái điều tốc này á, là nó điều tốc được cái tốc độ của cái máy mài. Thay vì những cái máy mài bình thường anh em bật một cái là nó sẽ chạy với một tốc độ rất là cao và chỉ có một chế độ thôi. Thì cái này á, đó, mình trượt cái này thì nó sẽ có cái tốc độ, ví dụ nhanh chậm gì tùy ý mình ha. Chậm thì số 1, nhanh hơn thì số 2, rồi tới số 6 luôn, 6 cấp độ. Nó giúp mình là thao tác cái công việc rất là dễ nha anh em. Rồi thì cái máy mài gốc này bên em đang bán với giá 1.400.000 nha anh em. Đó, bảo hành chính hãng cho anh em luôn. Đó, bảo hành cho anh em 6 tháng chính hãng nha. Rồi 1.400.000. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này về, em về được cho anh em là mấy cái vòi xịt hơi anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em. Nó rất là xịn nha. Anh em mình nhìn như vậy thôi chứ độ bền rất cao. Rồi thì cái vòi xịt hơi này á, hàng nội địa Nhật này thì bên em đang bán với giá là 250.000 cặp nha anh em. Đó, 250k ăn cặp nè. Đó, và đây á thì nó có kèm cho anh em luôn là cái đầu anh em ha. Đó, nó kèm luôn cho anh em mình cái đầu dặn vô thôi. Đó, rồi ok anh em nha. Một cặp là 250k nha anh em. Rất là xịn nha. Nó mình mua cặp này mình để mình sử dụng máy nén khí, mình xịt hơi đều rất là sạch sẽ nha. Rồi ok anh em. Anh em nào mình quan tâm tới cái cặp xịt hơi này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì đây ở trong cái kiện hàng của Nhật đợt này em về được cho anh em là một cái cây đàn Yamaha, đàn guitar của Yamaha. Rồi thì cái cây đàn này là Yamaha, cái mã của nó là FG202 anh em ha. Rồi thì cái này là cái dòng dây của nó là dây kim loại anh em ha. Dây kim loại thì nó là acoustic ha. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ở phía sau nè. Đó, nó có cái những cái phím của nó anh em ha. Những cái phím nè, nó Yamaha Japan nha. Đó, còn rất là đẹp luôn nha. Rồi, về tổng thể thì quá là ok anh em ơi. Cây này thì anh em mua sưu tầm rồi cũng rất là ngon ha. Nó sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay là chơi cũng khá là ok. Rồi, cái cây này thì mã của nó nè, nó FG202 và cái này Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, cái này thì em cũng cho anh em nghe thử luôn âm thanh. Đó,
thanh cực kỳ vang nha anh em, rất vang nha. Đó. Đó. Nói chung cái này em chưa lên dây lại. Nó em chưa lên dây lại, anh em về mình lên dây đàn lại là quá là hay. Còn về cái độ vang của nó thì cực kỳ vang nha anh em. Anh em biết rồi ha, cái kỹ thuật làm đàn của Nhật á, thì nó là đứng top đầu thế giới rồi ha. Nó ở bên châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Yamaha như vậy, cho nên tại Nhật nó cũng rất là giá trị anh em nha. Rồi cây này thì ngoại hình còn khá là đẹp luôn nha, rất đẹp. Đó. Rồi âm thanh thì vang hay, cần thì cũng rất là chuẩn anh em ha, rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, thì cái cây đàn Yamaha của Nhật này mã là FG202 thì bên em đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em. Đó, cây này giá là 5,5 triệu nha, rất là giá trị cho anh em sưu tầm nha. Âm thanh rất vang. Rồi ok, 5,5 triệu, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Hôm nay em lên cho anh chị em mấy cái tủ đồ nghề của CSBS, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ anh em ha. Rất là xịn sò luôn. Đó, thì cái giá cũng nó cũng cực kỳ tốt ha. Bởi vì cái giá này là giá từ công ty ra, cho nên là nó rất là tốt cho anh em mình luôn. Rồi thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến anh em là cái mẫu này. Đó, cái mẫu này gọi là cái bàn nguội cơ khí anh em ha. Cái bàn nguội cơ khí thì anh em nhìn vô nó có hai cái học. Đó, nó có hai cái học và một cái ngăn kéo ở trên đó. Còn nguyên cái bàn ở trên này thì anh em có thể là mình đựng eto nè, đựng cái công cụ, dụng cụ của mình các thể loại ha. Rồi, và ở dưới đây nó có cho mình là 8 cái bánh xe. Đó, 8 cái bánh xe này thì anh em có thể là di chuyển nó rất là dễ dàng ha. Cũng như là những cái bánh xe này là bánh xe chịu tải, nó rất là xịn, nó chịu tải trên 500kg anh em nha. Rất xịn luôn. Rồi thì thường anh em mua cái tủ này á, thì ở dưới cái phần dưới này mình sẽ đựng những cái công cụ dụng cụ khác như là máy nén khí hay là những cái thùng, những cái hộp khác của mình ở dưới đây. Rồi thì cái này em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi cái này thì về chiều dài của nó anh em ha. Em sẽ đo cái chiều dài của cái mặt bàn. Đó, chiều dài của cái mặt bàn là 183cm, tức là 1m8 anh em ha. Đó, hơn 1m8 xíu. Còn về chiều rộng của cái mặt bàn là nó khoảng là 40.5. Đó, 1m83 nhân 40.5. Còn về cái chiều cao thì em sẽ đo luôn cho anh em mình hình dung cho dễ nha. Chiều cao có bánh xe thì nó là 94. Đó, chiều cao có bánh xe nó là 94. Thì khi mà anh em mua về mình có thể tháo rời bánh xe ra. Đó, mình có thể tháo rời bánh xe ra để mình để cố định luôn cũng được ha anh em. Còn anh em để bánh xe thì mình tiện lợi di chuyển ha. Rồi, đi kèm nó là nó có cho mình mấy cái này. Rồi. Và anh em thấy ha, cái màu của nó là cái màu đỏ nhám anh em ha. Cái màu đỏ nhám rất đẹp luôn nha anh em. Đó, sơn tĩnh điện đỏ nhám cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi, đây có thương hiệu logo CSBS. Đi kèm nó thì nó có cho mình nè, nó ổ khóa ha. Để anh em đóng khóa cái ngăn này nè. Cũng như là dưới đây, nó có thêm một cái ngăn dưới đây nữa thì anh em cũng có cái ổ khóa luôn nha. Đó, thì hàng mà xuất khẩu qua Mỹ thì mình cứ yên tâm về chất lượng nha. Đó, cái ngăn học này cũng khá là to, em đo sơ cái học cho anh em mình luôn. Cái học dưới này là chiều dài của nó là 53 anh em ha. Đó, chừng về chiều rộng của nó là khoảng là lọt lòng nha. Cũng khoảng 53 luôn. Hình vuông. Đó, khá là đẹp nha anh em. Tình trạng thì chưa có qua sử dụng cho nên em yên tâm nha. Đó, rồi tiếp theo cái học bên đây cũng vậy luôn. Học bên đây nó cũng gồm hai ngăn. Đó, em mở hết các học ra cho anh em coi cho dễ nè. Đó. Đựng được rất là nhiều đồ trong đây anh em ha. Đó, anh em có thể đựng công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị gì đó đựng bỏ vô xong rồi mình đóng lại. Rất gọn gàng. Rồi, có ổ khóa luôn anh em nha. Có ổ khóa và chìa khóa đầy đủ cho anh em luôn. Tình trạng mới chưa có qua sử dụng anh em ha. Đó, rồi, ok. Em báo lại kích thước ha. Kích thước là chiều dài của nó là 183cm. Chiều rộng của mặt bàn là 40. Anh em có thể để được rất là nhiều công cụ, dụng cụ ở trên cái bàn này. Đó, rồi. Và anh em có thể mình mua về mình mua thêm cái vách nữa. Cái vách lưới á, mình gắn ở phía sau đó mình có thể treo thêm được một số cái công cụ dụng cụ khác nữa nha. Rồi thì cái tủ này thì bên em, bàn nguội cơ khí này thì bên em đang bán với giá là 7,8 triệu nha anh em.
đó 7.800.000 bàn ngồi cơ khí này, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha. Anh em mình quan tâm thì mình inbox giúp em ha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời rất là xịn ha. Cái này là đèn cực kỳ cao cấp luôn nha. Cái này á, thì dành cho anh chị mà làm công trình nè, hoặc là mình có thể sử dụng ở sân vườn, nhà kho, nhà xưởng ha. Những nơi mà có ánh sáng thì mình cứ sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời này thì khá là ok nha. Rồi thì cái này em cho anh em coi sơ cái tổng quan của cái đèn này ha. Đây anh em nhìn những cái chip led của nó là mình thấy ha, nó rất là xịn sò nha. Rồi còn cái tấm pin của nó là pin liền luôn nha, pin liền nguyên khối luôn so với cái đèn, nhưng tấm pin rất là to nha. Cái này em cũng đo sơ cái kích thước của cái tấm pin cho anh em mình luôn, cái mặt lưng của nó nha. Đó cái mặt lưng của nó ha, chiều rộng là 35cm nha anh em. Rồi chiều dài là 63cm, tổng chiều dài luôn cả cái cây ha, tổng chiều dài luôn cả cái thanh, cả cái thanh nối dưới đây ha, tổng chiều dài luôn cả cái thanh này là 1m1 nha anh em. Tổng chiều dài luôn cả từ cái thanh, cái cán lên tới cái tấm pin là 1m1 ha. Đó rồi cái tấm pin phía sau lưng của nó khá là to nha anh em, nó rất là to cho nên nó sẽ sạc đủ ánh sáng cũng như là sạc đầy đủ điện cho mình để khi mà ban đêm nó sẽ sự tự động sáng nha. Đó thì cái đèn này cũng như những cái đèn năng lượng mặt trời khác thôi, tức là nó sẽ có cái chế độ là cảm biến ánh sáng, ví dụ ban ngày nó sẽ tự động sạc và ban đêm thì nó sẽ sáng cho mình. Đó cái này thì em lật xuống thì tự động nó sáng lên. Rồi thì cái này á, là đi kèm nó là nó có cho mình luôn cả cái remote ha anh em. Cái remote nè, trong cái remote anh em có cái nút là tắt mở hoặc là cái nút mà ánh sáng vừa và ánh sáng mạnh nha. Rồi thì em cũng đo sơ cái phần chip led trong đây cho anh em mình luôn. Rồi cái phần chip led này là 29cm, chiều dài của chip led 29cm, còn chiều rộng là 18cm. Đó thì cái đèn này là của thương hiệu là Tojiro. Đó, cái công suất cũng như là cái kích thước rất là to như vậy thì cái độ phủ sáng sẽ rất là lớn, cũng như là cái ánh sáng của nó sẽ rất là tuyệt vời. Rồi đi kèm nó là anh em mình nhìn vô ha, mình nhìn vô là mình thấy nó sẽ có cho mình một cái bát nha. Cái này nè, đó đi kèm nó là nó sẽ có cho mình là một cái bộ phụ kiện đầy đủ những cái con tắc kê để anh em gắn lên tường. Đó cũng như là cái bát này mình có thể, nếu như anh em có cột sẵn á thì mình lắp vô cột ha. Đó còn không có cột thì mình có thể lắp vô trong tường. Đó miễn là cái nơi có ánh sáng là rất là ok, kiểu như là có nắng thì nó sẽ tự động sạc được nha. Rồi bây giờ em sẽ mang ra em test thử ở nơi bóng tối cho anh em mình, để anh em mình thấy được cái độ sáng của cái đèn này nha. Dạ rồi thì bây giờ ở đây là trong bóng tối nha, em sẽ mở cái cây đèn này lên cho anh chị em mình test thử cái độ sáng của nó nha. Đó khá là sáng luôn nha anh em. Đây nè, đó sáng nguyên một vùng luôn. Đó cái đèn này cực kỳ ánh sáng luôn nè anh chị em ha. Em quay đi đâu là nó sáng đó nè, cái độ phủ sáng rất là cao nha. Đó một cái cây đèn công suất lớn, và những cái cây đèn dạng như vậy thì nó phù hợp cho anh em làm công trình ha, hoặc là mình sử dụng sân vườn, nhà cửa, mà những nơi mình muốn ánh sáng lớn, công suất lớn, nó phủ sáng nguyên một đêm cho mình luôn. Đó phủ sáng nguyên một vùng luôn nè. Đó khá là ok nha, rất sáng luôn nha anh chị em. Đó ở đây nó có remote có hai chức độ nè, em hạ độ sáng nè. Đó đây là cái chế độ sáng mờ nè, còn đây là chế độ sáng mạnh nè. Đó khá là ok luôn nha. Đó rồi một cái cây đèn mà không tốn tiền điện như vậy thì quá là tuyệt vời luôn anh chị em ơi. Rồi ok, thì em vừa test xong cái ánh sáng của cái đèn này trong bóng tối cho anh chị em rồi ha. Một cái ánh sáng rất là tuyệt vời. Rồi những cái cây đèn này chỉ cần sạc năng lượng ánh sáng là mỗi ngày khoảng là từ 6 tới 7 tiếng thôi là nó đã đủ cung cấp ánh sáng cho nguyên một đêm rồi. Nó cho nên là nó rất là phù hợp cho anh chị em mình làm công trình ha, hoặc là để sân vườn, nhà cửa, những nơi mà mình muốn thắp sáng nha. Đó nó rất là an ninh, và được một cái nữa là nó không có tốn 1.000 nào tiền điện của mình hết á. Anh em xài nó khoảng chừng nửa năm là anh em đã lấy lời vốn rồi nha. Rồi thì cái cây đèn này, đèn năng lượng công trình này thì bên em đang bán với giá là 1.800.000 nha anh em. Đó giá là 1.800.000. Rồi cái này là bảo hành cho anh em mình là 2 năm luôn nha. Đó rồi rất là ngon lành. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.
Rồi, ở đây thì em lên cho anh chị em là một cái bộ đầu khẩu nha. Đây là bộ đầu khẩu rất là xịn sò của Nhật luôn. Đó, đây là bộ đầu khẩu của thương hiệu là Fujiya, rất là xịn sò. Đó, thì em sẽ cho anh em coi sơ qua nha. Cái bộ này thì nó gồm là những cây là 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 và 32 nha anh em. Thường những cái bộ đầu khẩu bình thường nó chỉ là từ 8 tới 24 thôi. Còn này từ 8 tới 32. Đó, nó cũng tương đối rất là hiếm cho mình luôn nha. Rồi, đi kèm nó là nó có đầy đủ như vậy. Em lấy sơ một cái đầu khẩu nào cho anh em xem đi. Nó mình nhìn vô là mình thấy ha, cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha, hàng tiêu chuẩn rất là cao. Rồi, ở đây thì nó có cái cần lực cho mình nè. Nó cái cần lực này thì ở đây có đảo chiều ha. Đó, có đảo chiều và đầu của nó đầu thông dụng 1/2 nha anh em. Rồi, đó, cần lực. Rồi, tiếp theo là nó có cái cây chữ T. Cây chữ T này để mình có thể điều chỉnh được cái đầu này để anh em có thể dặn ở những cái chỗ nào đó nó đầy đủ lực cho mình để mình chỉnh lực mình dặn. Rồi, tiếp theo là một cây nối dài nè, và một cây nối dài hơn nè. Đó, cây này nối dài vừa vừa, còn cây này nối dài hơn nè. Đó. Rồi, thì cái này á là nó để em gắn vô. Rồi, nó rồi đi kèm nó là nó có cho mình một cái này nữa. Cái này thì anh em dặn ở trong những cái gốc nó hơi xéo xéo á thì nó mình đưa cái này vô. Mình dặn nó vẫn ok luôn nha anh em. Nó cái đầu này nó có tác dụng là mở những con ốc mà nó hơi nghiêng 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 á, trong khe mà mình không mở thẳng được á, thì cái đầu này đó, rồi cũng rất là ok, đầu cũng là 1/2 thông dụng luôn. Đi kèm nó có thêm cho mình hai cái đầu tiếp, mà đầu tiếp dài nè. Đó, cái đầu này là đầu tiếp dài, rồi 16mm và 21mm nha anh em. Rồi, thì trọn bộ như vậy giá rất là tốt cho anh em luôn, giá tình trạng chưa có qua sử dụng luôn anh em, full hợp như vậy luôn, trọn bộ giá chỉ có 700k thôi. Đó, bộ đầu tiếp bầu khẩu như vậy, nó của Nhật chỉ có 700k thôi. Thì anh em nào quan tâm tới cái bộ này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đèn pin cầm tay anh em ha. Nó siêu sáng của Tojiro. Đó, Tojiro Nhật Bản anh em. Thì cái mẫu đèn pin cầm tay này á, anh em nhìn vô mình thấy ha, cái thiết kế của nó này, trước tiên nó có một cái chân cho mình. Thì thật ra cái chân này anh em thích thì mình để cái chân này, còn không là mình có thể dặn ốc mình mở nó ra, mình xách tay không cũng được nha anh em. Rồi, thì cái đèn pin này anh em thấy cái chóa đèn rất là to nha anh em. Nó chóa đèn rất là to ha, cái chóa đèn này là nó tới 15 sen anh em ha. Đó, 15 sen cho nên là cái độ chiếu sáng của nó rất là xa. Anh em coi nè, cái thiết kế cái gương cầu lòi anh em ha. Nó thiết kế một cái gương lòi nè, cho nên là cái độ mà phản quang của nó rất là xa. Nó trong đây là cái tim của nó là tim LED. Thì anh em ha, cái đèn này á, anh em mình mua á, thì nó kèm cho mình một cái cáp sạc. Anh em sạc đầy rồi mình xài anh em ha. Cái này nó chiếu xa lên đến 800m. Nó lên đến 800m. Một cái ánh sáng rất là tuyệt vời anh em ha. Nè, em rọi thử cho anh em coi nè. Nó có 3 chế độ nha. Nó chế độ thứ nhất nè, chế độ thứ hai nè, chế độ thứ ba nè. Nó chế độ báo động nè. Đó, tắt nè. Rồi, thì nói chung ở trong ban đêm nó rất là tuyệt vời. Nó là một trong những cái dòng đèn pin mà sáng nhất, xa nhất hiện tại ở đây luôn. Đó, thì anh em sử dụng cho thí dụ nhà mình sân vườn nè, hay là để sử dụng để đi xôi ớt, xôi cá gì đó, nó thì tùy anh em. Rồi, ok, rất tuyệt vời. Ba chế độ thứ nhất sáng mạnh nè, sáng vừa nè, sáng nhẹ nè, báo động nè. Đó, khá là tuyệt vời nha anh em. Rồi, ok, mua một lần là mình xài hoài luôn, bởi vì nó có cái dây sạc, xài hết pin thì sạc thôi. Rồi, cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 390k ha anh em. Đó, chính hãng của Tojiro Nhật Bản luôn. Rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu đèn này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái dòng máy quạt cổ nha anh em. Hàng nội địa Nhật của thương hiệu là National. Đó, thì anh em mình nhìn vô mình thấy ha, những cái dòng máy quạt này anh em có thể mua để sưu tầm, để decor hoặc trang trí thì nó rất là đẹp nha. Và cái những cái hàng này thì nó đã không còn sản xuất mấy chục năm rồi, cho nên là cái giá trị nó sưu tầm của nó rất là cao anh em ha. Thì hai cái con này thì tương đương là nó giống nhau. Nó giống nhau, nó chỉ khác về cái màu bên đây với màu bên đây một xíu thôi. Nó và cả hai con này là nó đều chung của thương hiệu là National. Đó, thì anh em mình thấy hàng National nè. Đó, National này là cái thương hiệu đầu đời trước của là Panasonic nha anh em. Đó, thì những cái quạt cổ như vậy, ngày xưa nó có những cái quạt này nó rất là xịn ha. Đó, rồi em cũng đo sơ về cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi,
thì tổng chiều cao của cây này nó là khoảng là 82 cm. Đó, tổng chiều cao khoảng 82 cm anh em ha. Đó, và cái cây này nè, nó có thể tăng tổng chiều cao. Đó, mình hạ thấp xuống được luôn. Đó, thấp nhất ha, thấp nhất là khoảng 60-65 cm. Còn anh em muốn tăng lên thì anh em đây có cái nút này, mình bấm lên. Đó, là tự động nó bật lên anh em ha. Rồi, thấp nhất là 65 cm, còn cao nhất á là 82 cm. Đó, và đường kính của cánh quạt anh em nha, đường kính của cánh quạt là tầm khoảng là 35 cm, 36 cm. Đường kính của cánh quạt là 36 cm nha anh em. Và còn cái phần chân, đó, cái phần chân này á thì em đo sơ kích thước của phần chân ha. Nó ngang làm 27.5 nha, rộng cũng là 27. Đó, thì đại khái nó hơi hình vuông. Và những cái nút bấm của nó rất là cổ điển, cấp độ 1, 2, 3 với nút tắt thôi. Còn ở đây là cái vòng này là anh em hẹn giờ. Đó, nó khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thiết kế thì rất là cổ điển ha. Thiết kế thì cực kỳ cổ điển anh em coi ha. Đó, cái nút bấm xoay qua xoay lại nằm ở trên đây. Rồi, những cái nút rất là đơn giản. Mà cái này nó được cái là những cái lồng bảo vệ của nó anh em ha, gần như là bằng inox cho nên nó rất là đẹp ha. Inox hoặc là cái gì nó xi inox á, cho nên là nó không có rỉ sét theo thời gian nha. Chứ những cái mẫu quạt này thì nó cũng đã rất là lâu năm rồi. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ cái này em cắm vô điện. Điện là điện 100V, điện của Nhật là điện 100V, em test thử cho anh em coi nha. Đó, thì cứ cấp độ 1 nè. Đó, cấp độ 2 nè, mạnh hơn ha. Đó, em cho nó đứng lại thì em rút cái cây này lên thôi. Đó, rất là mát nha. Rồi cấp độ 3, cấp độ 3 là ở đây. Đó, rồi, ok. Cái này là bấm tắt nè. Rồi, thì hai cái này á, thì tình trạng là như nhau, chỉ khác về cái màu thôi. Đó, công năng, kích thước như nhau luôn. Rồi, cái này đồng giá ha anh em. Đồng giá là 3.2 triệu, 3.2 triệu một cây nha anh em. Đó, hai cây này đồng giá với nhau là 3.2 triệu một cây. Rồi, anh em nào mình quan tâm, mình muốn sưu tầm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Những cái cây này nó tầm khoảng là khoảng 30 năm rồi nha anh em. Đó, rất là lâu rồi. Rồi, ok, đồng giá là 3.2 triệu ha. Đó, có cặp, chỉ khác nhau về cái màu thôi. Anh em nào mình thích thì mình lấy luôn cặp đi, bởi vì cái mẫu giống nhau mà hàng Nhật về á nó rất là hiếm. Rồi, ok, giá 3.2 triệu nha anh em. Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh chị em là một cái mẫu máy ngâm chân rất là tiện lợi, rất là xịn sò của thương hiệu là Senka luôn anh em. Rồi thì anh em mua cái mẫu máy ngâm chân này về, chỉ việc mình bỏ nước vô rồi mình cắm vô điện, mình chọn chế độ, rồi bắt đầu mình bỏ chân vô mình ngâm là được rồi nha anh em. Rồi thì trước tiên thì em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh chị em mình hình dung luôn nha. Rồi, cái mẫu máy này thì cái chiều ngang của nó khoảng là 38 cm anh em ha. Và chiều dài của nó thì khoảng là 39 cm, thì tương đương nó khoảng hình vuông anh em ha. Rồi, và cái chiều cao của nó ha, cũng như cái độ sâu của nó là khoảng 30. Đó, 30 nha. Rồi, thì anh em mình nhìn vô trong cái lồng máy là mình sẽ thấy anh em ha, mình thấy nó có cho mình những cái viên bi. Nó, những cái viên bi này nó sẽ di chuyển, nó chạy khi mà mình thực hiện cái chế độ là ngâm chân và massage chân. Rồi thì bây giờ ở đây em ghim điện vô, em bỏ nước vô. Đó, và anh em lưu ý ha, cái máy ngâm chân thì trước tiên mình phải bỏ nước vô mình mới sử dụng được nha anh em. Rồi ở đây nó có cái nút on off nè, em chỉ việc em chọn chế độ nè. Đó, là bắt đầu là nó sẽ ngâm, nó sẽ thực hiện cái chế độ là massage. Nếu như anh em bỏ chân vô trong đây thì nó sẽ massage cái lòng bàn chân của mình anh em ha. Đây nè, em sẽ bỏ vô thử cho anh em coi luôn. Đó, anh em ha, nó massage cái lòng bàn chân của mình rất là thoải mái luôn nha anh em. Đó, và ở đây á, cái nhiệt độ của nước bắt đầu nó sẽ ấm dần. Nó ấm dần đến một cái nhiệt độ nhất định là khoảng 40 độ C thì nó sẽ ngưng.
Đó, cho nên là mình ngâm chân nó rất là tốt anh em ha. Thì thường á, theo cái y khoa thì khi mà trước khi ngủ á, mình ngâm chân thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mình ngâm bằng cái nước ấm nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Kết hợp với việc là massage chân nữa, thì ở dưới lòng bàn chân của mình á, nó có rất là nhiều cái dây thần kinh. Cho nên khi mà mình ngâm chân, mình massage chân trước khi ngủ như vậy, nó sẽ giúp mình thư giãn rất là tốt. Cũng như là anh chị em mà mình sẽ dễ ngủ hơn. Đó, mình ngủ sâu, dễ ngủ hơn và tinh thần mình sẽ rất là thoải mái nha. Đó, thì cái này em đặt chân vô thì anh em thấy ha, nó chạy chế độ như vậy. Nó sẽ, nó tăng nhiệt độ lên dần anh em ha. Nè, nó nhiệt độ hiện tại là 30.1 độ C. Rồi 30.2 anh em ha. Đó, rồi nó tăng lên dần. Còn ở đây nó có rất là nhiều chế độ. Ví dụ chế độ cho trẻ em nè, chế độ hẹn giờ nè, giảm nhiệt hoặc tăng nhiệt nè, chế độ massage chân. Em có thể tắt cái chế độ massage chân luôn nè. Đó là nó sẽ chỉ ấm thôi, tức là nó làm cho cái nước ngâm vô nó ấm thôi, mà nó sẽ không có mà massage nữa. Tùy cái chế độ mình chọn thôi. Nó rồi chế độ người lớn nè, chế độ trẻ nhỏ nè. Đó, mỗi cái chế độ thì cái cường độ hoạt động nó khác nhau. Cũng như khi anh em mình mua về thì mình thích cái chế độ nào, cũng như mình thử những cái chế độ nào mình thấy thoải mái nhất, ok nhất là mình sử dụng thôi. Đó, thì cái máy này nó cực kỳ hiệu quả và cực kỳ an toàn với sức khỏe luôn nha anh em. Rồi thì ok, cái mẫu máy ngâm chân này thì bên em đang bán với giá là 1.250.000. Đó, 1.250.000 anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, ở đây nó có cái quai sách nữa nè, anh em có thể mình sách tới sách lui cũng khá là ok ha. Đó, rồi ở đây nếu như anh em nào mà kỹ nữa thì mình có thể mình mua thêm những cái loại bột ngâm chân á, những cái túi nước ngâm chân á, nó thì anh em có thể bỏ thêm thảo dược vô cũng được ha. Còn không thì mình cứ ngâm bằng nước này nó cũng rất là tốt rồi. Rồi ok, giá 1.250.000 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện nè, hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại cho anh chị em mình được là một cái lô bao tay lau rửa xe. Đó, thì cái bao tay lau rửa xe này nè anh em, chỉ phải mình bỏ tay mình vô trong đây y như cái bao tay vậy đó. Đó, rồi mình có thể đi lau xung quanh xe ha, lau rửa chà xà bông gì các thể loại ha. Cả hai mặt của nó đều có san hô nè anh em. Đó, mình có thể là lau rửa xe hoặc là vệ sinh nhà cửa, kính đồ, hay là những cái nhà vệ sinh tường rồi, hay các thể loại. Đó, mình cảm thấy mình lau được cái gì thì mình lau nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá một cặp như vậy là 70k nha anh em. Một cặp là gồm hai cái anh em nha. Hai cái là 70k nha. Nó giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn ha. Mùa mưa tới rồi anh em mua để rửa xe cũng rất là tiện lợi. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái cây. Đây là cái cây lau rửa xe. Đó, đây là cái cây lau rửa xe anh em ha. Và cái cây này nó hình tròn. Cái đợt này nó về nó rất là tiện ở chỗ là nó hình tròn. Thì cái mặt nào mình cũng có thể lau được luôn. Và cái phần này mình có thể rút ra nè. Đó, đây này em rút ra nè. Anh em thấy nó, em rút ra được như vậy. Thì khi mình rút ra được cái độ dài như vậy thì mình có thể lau được ở trên cao hơn. Cũng như những cái xe ô tô thì ở trên nóc xe thường là cái tay mình không có giới tới. Đó, thì mình sử dụng những cái cây này mình lau thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, cái cây này thì ha, mình có thể là rút ra nè, thu lại nè. Đó, thu lại hoặc rút ra được anh em thấy. Đó. Rồi, ok, thì cái cây này thì bên em đang bán với giá là 80k nha anh em. Đó, cái cây lau rửa xe nói dài thì giá là 80k nha. Đó, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái con hút bụi anh em ha. Đây là một cái con hút bụi sử dụng điện, mà cái này á, là nó dành để hút ở những cái thảm nè, nó ghế sofa nè, giường ngủ nè ha, chăn ra gối nệm nè. Đó, thì đây, sử dụng cái con này rất là tuyệt vời. Anh em thấy con này cũng khá là to nha, cái phần đầu nó rất là to nha. Đó, đây là cái phần mặt dưới nè. Đó, ở đây á, là nó là, rồi con này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Ở đây nè, nó có một cho mình một cái phần rung. Khi anh em mở lên, khi anh em mở máy lên á, thì cái phần này nó sẽ rung. Nó sẽ rung với một cái cường độ rất là cao, để cho khi mà để trên nệm đó. Thì đây em mở thử cho anh em coi nè. Đó, nó rung nè. Đó, nó rung nè anh em thấy không. Đó, thì cái phần này nó rung á. Khi nó rung á là nó sẽ làm cho là cái những cái bụi á, nó đánh xuống trong cái sàn, nó làm cho những cái bụi rung chuyển thì nó hút lên rất là dễ anh em ha. Đó, thì đây cũng là cái công nghệ của cái máy này.
Đó, rồi cái này thì ghim vô điện là điện 220 anh em ha. Hàng của Hàn Quốc thì sử dụng điện 220. Chỉ cần em bấm nút này thôi. Ở đây thì nó thì em trải ba cái gạo ra trên sàn này luôn. Như đây là cái tấm thảm anh em ha. Thường những cái tấm thảm, những cái máy hút bụi bình thường nó rất là khó hút. Thì đây, đó em bật thử cho anh em coi luôn. Đó, khá là sạch sẽ ha. Đẩy qua lần nào là sạch lần đấy liền. Đó. Rồi, sạch trơn luôn. Không, rất là ok anh em ha. Ở đây hay này, nó có cho mình cái bánh xe để mình đẩy đi, nó dễ đẩy nè. Đó, mình rất là dễ đẩy luôn nha anh em. Rồi trong cái lúc mà nó hoạt động thì cái phần này nó sẽ rung, nó rung, nó đánh lên trên cái sàn của mình, nó đánh với một cái cường độ mạnh thì nó làm cho những cái bụi á, những cái bụi mà nó nằm ở dưới những cái khe nó rung chuyển thì nó rất là dễ hút anh em ha. Rồi còn khi mở ra thì mình chỉ cần mình bóp cái này thôi, mình mở là mình lấy cái này ra. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, bụi bẩn thì nằm ở trong đây. Những cái bụi li ti nhỏ anh em cũng hút được luôn nha. Đó, thì cái máy này nó rất là hay ha. Đó, xài xong thì mình chỉ việc mình ghim lại thôi. Rồi, tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, đây. Công suất của nó là 450W, điện là điện 220 cho tới 240 ha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy hút bụi mà hút bụi nệm, chăn ga, gối nệm hay sofa gì đó, thảm gì đó thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Đó, đi kèm nó là một cái cọng dây cũng khá là dài luôn nha. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái quạt ha anh em. Đây là cái quạt hàng nội địa Nhật nha. Đó, thì cái quạt này là quạt đứng anh em ha. Quạt đứng hàng nội địa Nhật, tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, ở trên đây nó có những cái phím nè, nó cái phím này là phím mềm luôn nha anh em. Đó, thì cái này là công tắc tắt mở nè, lượng gió nè, hẹn giờ nè. Đó, rồi chế độ xoay qua xoay lại. Rồi đi kèm nó có cái remote cho mình luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật cho nên tiếng Nhật, nhưng mà mình bấm vài cái là ra ok à. Rồi, thì cái này á là nó sử dụng điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Đó, ở đây thì em ghim vô điện 100V cho anh em mình luôn. Đó. Rồi thì ở đây nó có những cái công tắc nè, nó mở nè. Đó, chạy cực kỳ êm nha anh em. Chạy rất êm, hầu như là anh em không nghe tiếng động luôn. Nó cái công nghệ cánh quạt cũng rất là hay ha. Đó. Rồi ở đây là cấp độ 1 2 3 nè. Đó, mình bấm cấp độ 1 2 3 nè. Rồi đây hẹn giờ nè. Từ nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 4 tiếng ha. Rồi ở đây nó có cái remote cho mình đó. Và điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Đó. Rồi, chế độ, các chế độ cho anh em mình luôn ha. Rồi, ok, rất ngon lành nha anh em. Rồi, nó có chế độ gió tự nhiên nữa nè anh em. Thì cái quạt của Nhật á có cái chế độ gió tự nhiên là cái chế độ tức là gió lúc mạnh lúc nhẹ, nó đang chạy cái gió nhẹ, cái đang chạy cái gió mạnh là bởi vì gió tự nhiên nó làm như gió ở ngoài trời vậy đó. Nó lúc mạnh lúc nhẹ, nó cũng khá là hay. Thì tùy thích, anh em thích chế độ đó thì mở, còn không mình có thể tắt nha. Đường kính của cánh quạt này là 36 cm. Đường kính của cái cánh quạt là 36 cm anh em ha. Còn đường kính của cái phần chân nè 35 cm. Đó. Rồi, và cái quạt này á, thì ở phía sau nó nè anh em. Ở phía sau nó ha, anh em mình có thể là mình tăng giảm cái độ cao ở đây luôn. Đây nè, nó kéo lên ha. Nó bấm nút nè, kéo lên. Rồi thì em bấm nút em kéo lên rồi em đo thử kích thước cho anh em luôn. Cũng tương đối cao, tầm khoảng là 80 mấy anh em ha. Đây nè. Rồi, cao tối đa của nó là khoảng là 88 cm anh em ha. Đó, cao tối đa của nó là khoảng là 88 cm nha. Đó, khá là ok, rất là tiện lợi cho anh em mình luôn nha. Còn nếu như không thì mình có thể là mình hạ xuống, nó bấm nút hạ xuống thôi. Rất là ok, rất là xịn sò. Rồi, cái quạt này điện 100V nha anh em. Anh em lưu ý là điện của Nhật là điện, quạt này là điện 100V nha. Rồi, thì cái quạt này thì bên em đang bán với giá là 1.350.000. Rồi, 1.350.000, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật, tình trạng là chưa có qua sử dụng ha. Điện 100V. Đó, khá là ok. Rồi, ok, 1.350.000, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Có kèm cái remote đi cho anh em luôn nha.
Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt cành cộng lực anh em ha. Đây, đây là cái mẫu kéo cắt cành cộng lực, bởi vì cái tay nó tay dài á, cho nên khi anh em cắt cành mà bằng cái kéo tay dài thì nó sẽ cắt được những cành to mà nó sẽ rất là nhẹ anh em ha. Cho nên ta gọi là kéo cắt cành cộng lực. Thì cái kéo này á là anh em có thể mình thu lại hoặc mình kéo ra nữa nè. Đó, cái này nè. Cái cán này là mình có thể mình rút dài tối đa luôn nè, để em rút ra cho anh em xem. Đó, siêu dài anh em ha. Nè, để xa cho anh em coi nè. Đó, thì khi mà anh em kéo dài á thì mình cắt những cái cây á, cái lực cắt nó sẽ rất là nhẹ. Nó những cái cành cây được cắt rất là nhẹ nha. Đó, còn mình thu lại thì chỉ việc ấm nút này rồi mình đẩy nó lên thôi. Rồi thì cái kéo này nè, em cũng sẽ đo sơ kích thước cho anh em luôn nha. Rồi chiều dài khi mà mình thu lại anh em, chiều dài khi mình thu lại tối đa của nó là khoảng là 66.5 cm. Đó, còn cái chiều dài khi mình mở tối đa nè, đó em mở thử tối đa ra cho anh em luôn. Đó, ngắn nhất là 66 anh em, còn cái phần dài nhất á là nó lên đến là 1 m anh em ha. Đó, nó lên đến là 1 m 01 luôn nha. Đó thì nó khá là dài. Thì nó dài như vậy á, thì nó sẽ giúp anh em, nó hỗ trợ cho anh em cắt được những cái cành cây ở trên cao ha. Nó dài tối đa tới 1 m lận. Nó cho nên là mình sẽ cắt được những cái cành cây ở trên cao. Và thêm một cái nữa, khi nó dài thì cái lực cắt của mình nó sẽ nhẹ đi. Nó mình cắt được những cái cây á, nó sẽ nhẹ đi anh em ha. Đây nè. Đó, nó cộng lực ha. Đó, khá là ngon nha anh em. Rồi thêm cái nữa là cái ngàm nè, khi em mở tối đa. Đó, khi em mở tối đa là sẽ tối đa của cái ngàm nó là lên đến là hơn 5 cm anh em ha. 5.5 cm nha. Ở trên đây á, thì khoảng 7 cm, nhưng mà dưới đây đi. Đó, khoảng là 5 cm. Thì tức là anh em sẽ cắt được những cái cành cây 5 cm ha. Ví dụ cái cổ tay em bỏ vô nó cũng vừa luôn nè. Đó, thì anh em thấy ha. Đó, mình sẽ cắt được những cái cành cây nó khoảng cái cổ tay của mình nha. Đó, khá là ok luôn nha anh em. Rồi, thì cái kéo cắt cành cộng lực này thì bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. 350k, tình trạng là mới chưa qua sử dụng nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn. À rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái kìm đa năng nha anh em. Đó, kìm này là kìm đa năng, nó dài là 215mm nha. Đó, kìm đa năng dài 215mm. Cái kìm này á, thì anh em nhìn thấy ha, mình có thể kẹp nè, có thể cắt nè, bấm cốt nè. Nó kẹp cắt bấm cốt và tuốt dây điện. Và cái kìm này là kìm rất là xịn sò của Nhật ha anh em. Đây là nó sử dụng cái thép là CRV nha. Đó, hàng chính hãng luôn, rất là xịn sò cho anh em mình ha. Tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn anh em. Rồi thì cái kìm này bên em đang bán với giá là 230k. Đó, 230k một cái kìm đa năng như vậy. Nó màu cam nha anh em, của Nhật. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu ghế ha, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ cho anh em mình luôn nha. Rồi cái mẫu này thì em nói nó đẹp gì đâu, đẹp không tả được luôn nha anh em. Rồi thì cái này á là cái da của nó anh em thấy không, da nâu nè. Đó, cái da nâu rất là đẹp luôn anh em. Đó, còn về cái phần mà hàng mà xuất khẩu qua thị trường của Mỹ và châu Âu á, thì cái đường chỉ của nó là em quay cho anh em coi thôi, chứ mình khỏi cần phải coi ha, mình khỏi cần phải mà đắn đo luôn á. Bởi vì chất lượng của Mỹ, châu Âu người ta đã kiểm định rồi thì mình không cần kiểm định nữa. Rồi, nó rất là đẹp, em quay sơ cho anh em xem nha. Cái ghế này là cái mẫu ghế cao nha anh em. Đó, anh em mà 150kg, 170kg, 180kg ngồi thoải mái luôn á. Mẫu này cũng rất là to. Rồi em sẽ đo sơ cái chiều rộng của nó nha anh em. Chiều rộng là chỗ ngồi nha. Nó hai cái tay, giữa hai cái tay này là 55 nha anh em. Rồi còn chiều cao từ ở dưới cái này lên trên đây là 70. Đó, chiều cao từ cái tựa lưng á là 70 nha. Còn chiều rộng nè, chiều rộng giữa hai cái tay là 55, 70. Còn chiều cao ở dưới đây lên thì em đo đại khái thôi, bởi vì cái này có thể tăng giảm được thêm nữa. Thì cái này là khoảng là 50, 58. Thì cái ghế văn phòng nào cũng vậy, anh em sẽ thấy nó có nhiều cái rất là hay ở chỗ. Như là cái này là bánh xe, anh em biết rồi ha. Bánh xe thì xây được 360 độ nha. Rồi còn đây, nó có cái tăng giảm chiều cao nè. Đó, tăng giảm chiều cao. Rồi còn bên đây ha, làm thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, nói chung là cái mẫu ghế này là một trong những cái mẫu ghế rất là đẹp. Em thấy em cực kỳ thích luôn á. Đó, em ngồi thử cho anh em xem luôn nha. Đó, thì đại khái em ngồi thử cho anh em xem. Đó, em là, anh em biết rồi ha, em là 80, em là 79kg, gần 80kg, em cao 1m76 nha. Đó, mà em ngồi ghế này rộng rên luôn.
mà cực kỳ thoải mái nha anh em. Đó. Rồi thì cái mẫu ghế này ha, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ rất là đẹp luôn. Rồi. Không thể chê được vào đâu luôn anh em. Đó, da rất là đẹp. Rồi cái mẫu ghế này thì bên em đang bán với giá là 2.4 triệu nha. Đó, 2.4 triệu. Rồi anh em nào quan tâm mẫu ghế này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại và số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại cho anh chị em mình là một cái lô vật mũi ha anh em. Đây là lô vật mũi hàng nội địa Nhật nha anh em. Rất là xịn sò nha. Đó thì cái lô vật mũi này á thì nó rất là chắc chắn, rất là xịn, rất là cứng cáp anh em ha. Và đi kèm nó có cho mình luôn là một cái đế sạc anh em nha. Cái đế sạc này á mình chỉ việc là mình để nó vậy, nó dựng đứng lên. Rồi cái đế sạc này nó cũng khá là hay, bởi vì khi dựng đứng lên được như vậy á thì anh em mình mở lên luôn. Nếu như mình cắm sạc trực tiếp mình mở lên thì ở đây nó có một cái đèn. Đèn này là đèn dụ mũi anh em ha. Thì khi mình để luôn như vậy thì nó sẽ có tác dụng giống như là một cái máy diệt mũi vậy đó. Thì con mũi tự động khi mà anh em tắt đèn á, tự động nó thấy cái đèn này nó bay vô là nó tự động nó chết luôn anh em ha. Đó, nó rất là hay nha. Rồi cũng như em test thử nè anh em ha. Đây em test thử nè. Đó, anh em thấy nó nổ không? Đừng mất con mũi, chỉ cần tự bay vô là nổ. Đó, thì mình có thể mình cầm để đi giật mũi cũng được, và mình để tại chỗ vừa sạc và vừa diệt mũi luôn, cũng rất là hay anh em nhé. Đó, thì cái mẫu giật này thì nó rất là chất lượng, rất là hiệu quả nha. Nay thì mùa này mũi rất là nhiều, anh em mình mua một cái sử dụng rất là ok nha. Rồi, cái giật này thì tổng chiều dài của nó em đo luôn cho anh em mình nhé. 52.5 cm. Đó, chiều dài là 52.5 nha anh em. Còn về cái chiều của cái vợt nè, đó 21.5. Chiều dài của cái phần vợt là 26. Đó, rộng 21.5 và dài là 26. Rồi thì cái vợt mũi này á, tình trạng của nó là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Chưa có qua sử dụng ha. Nó rất là tiện lợi nha. Ở đây nó có cái nút bấm nè, mình kéo lên là bấm nè. Đó, đây nó cháy đèn ha. Đèn này nó dụ mũi vào, nó diệt mũi luôn. Mình cầm mình đi giật mũi cũng được, đi quơ cũng được, mà mình để tại chỗ nó cũng diệt mũi được luôn. Đó, cái này thì rất là hay, rất là thông minh và cực kỳ xịn sò luôn nha anh em. Rồi, cái giật mũi này thì bên em đang bán với giá 190k nha anh em. 190k, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ đục gỗ của Nhật anh em ha. Rồi, một cái bộ đục gỗ của Nhật nó gồm 2-4-6 cây anh em nha. Rồi, cái này là hàng nội địa Nhật ha, tình trạng là chưa có qua sử dụng nha anh em. Đó, tình trạng chưa qua sử dụng nhưng nó có cái cây thì nó hơi xét xét xíu thì vẫn ok ha. Bởi vì thường những cái bục gỗ anh em nhìn ha, nếu như người ta sử dụng rồi á thì những cái phần chân này nè là người ta gõ vô là anh em sẽ nhìn thấy là những cái dấu liền mà mình biết liền. Đó, với lại những cái đầu của nó này ha, chưa có mài, chưa có gì hết anh em nhé. Rồi thì bộ đục gỗ của Nhật này là nó gồm là 2-4-6 cây nha anh em. Chiều dài của những 6 cây này thì nó bằng nhau. Rồi chiều dài là 22 cm anh em ha. Chiều dài là 22 cm, bằng nhau, và kích thước của nó thì cái cây nhỏ nhất của nó là 9 anh em nha. Đó, cây nhỏ nhất là 9, cây kế tiếp là 12 nè. Rồi cây thứ 3 là 15 nè. Đó, và cây thứ 4 là 18. Cây thứ 5 là 24. Và cái cây lớn nhất của nó là 30 anh em nha. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng. Rồi, bộ đục gỗ 6 cây như vậy thì bên em đang bán với giá là 700k nha. Bộ đục gỗ 6 cây thì bên em đang bán với giá là 700k, hàng nội địa Nhật, tình trạng là chưa có qua sử dụng nha. Anh em nào mình quan tâm tới bộ đục gỗ này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì nay em về lại cho anh em là một cái cây mài dao ba khe của thương hiệu là Tamasaki. Đó, hàng nội địa Nhật anh em ha. Cái cây mài dao này nó rất là tiện lợi anh em ha. Một đầu là một cái tay cầm cho anh em nè. Nó còn đầu còn lại là nó có ba cái khe. Thì trong ba cái khe này á, là nó có những cái chất liệu khác nhau như kim loại nè, kim cương nè. Và một cái chất liệu sứ để anh em mài ha. Đó, mình có thể mình đưa những cái lưỡi dao vô. Ví dụ những cái lưỡi dao mình đưa vô đây, mình kéo thôi. Nó là nó sẽ mài rất là bén anh em nha. Rồi thì cái cây mài dao ba khe này thì bên em đang bán với giá là 160k nha anh em. Đó, 160k một cái cây này, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, khá là ok. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây thước đo gốc.
Đó, thước kê góc vuông anh em ha. Đó, thước kê góc vuông. Nó hàng của Mỹ cho anh em luôn nha. Đó, Made in USA. Rồi cái này là nó sử dụng cái hợp kim không rỉ anh em ha, stainless steel nè. Nó thì cái sử dụng cái hợp kim không rỉ thì tức là những cái cây vậy là anh em xài hoài luôn tới mất thôi chứ nó không hư nha. Và cái đầu này anh em có thể điều chỉnh nè. Đó, mình điều chỉnh cái góc lên xuống theo cái ý muốn của mình nha. Rồi cái này là còn cái cây thước của nó là 30 cm, tức là 300 mm anh em ha. Đó, nó có hai mặt và cả hai mặt đều có số luôn nha. Rồi thì khá là ok. Nó cái này á, thì cái đầu này nó có cái cân thủy nữa nè anh em ha. Nó mình đo góc vuông mình cân thủy được luôn nha. Rồi cái này là cái khóa lại, nếu như mình cố định nó thì mình khóa lại, còn mình muốn di chuyển thì mình mở cái ốc này ra thôi. Đó, nói chung cái này là anh em làm đi quay, làm mộc hay là làm sắt gì đó cũng rất là cần thiết nha. Rồi thì cái này thì giá nó cũng khá là ok. Rồi 180k nha anh em, 180k một cái cây này. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Thước kê gốc 180k. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu rìu của Mỹ nha anh em. Đó, mẫu rìu của Mỹ này em về lại ha, rìu cán nhựa của Mỹ ha. Đó, cái lưỡi thì nó cũng rất là sắc bén ha, chưa có qua sử dụng nha anh em. Một đầu búa nè, một đầu rìu, anh em đi rừng hoặc là anh em có thể sử dụng gia đình rồi khá là ok nha. Đó, mà mình trang trí nó cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái mẫu này á, là nó nặng nè anh em coi ha, nó nặng là nặng 600g nha anh em. Rồi giá là 220k một cây nha anh em, 220k một cây như vậy ha. Anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha. Ở đây thì em lên cho anh chị em là một cái quạt ba chân ha. Đây là cái quạt ba chân của thương hiệu Stanley. Đó, quạt này thì nó rất là xịn nha anh em, nó không có giống như những cái quạt mà anh em mua ở ngoài chợ đâu nha. Mình nhìn nó là ba chân nhưng là những cái chân nó bằng kim loại nè. Đó, những cái chân bằng kim loại nha anh em. Nó rất là xịn sò, rất là chắc chắn luôn, những cái chân này cực kỳ chắc chắn luôn nha. Rồi thì cái này á, là cái đường kính của cánh quạt này là 50 cm nha anh em, đường kính là 50 ha. Và ở đây nè, nó có cái phần tăng giảm này, anh em có thể tăng giảm lên xuống nha. Và cái quạt này á, nó tăng tối đa được là 130 cm, tức là khoảng 1m3 nha, hơn 1m3. Và mình có thể giảm xuống một gang tay thì chắc là nó tối thiểu nó là khoảng 1m, 1m1 cho tới 1m3 nha. Đó, và cái này nè, cái cánh quạt của nó là bằng kim loại luôn nha nè. Cánh quạt bằng kim loại luôn nha, chứ không phải bằng nhựa đâu nha. Nó rất là xịn. Rồi thì cái này là bên đây nó có cho mình là một cái bộ điều khiển, một cái là quay qua quay lại, một cái là cấp độ ha. Nhẹ, vừa nè, đây. Đó, cấp độ nhẹ nè. Đó, rất là mát và im. Anh em nghe không? Đó, một cái quạt khi mà nó chạy mà mình không có cái âm thanh á, không có cái tiếng ồn á, thì nó rất là thoải mái khi anh em sử dụng nha. Đó, rồi cấp độ thứ nhất nè, cấp độ thứ hai nè, cấp độ thứ ba nè. Đó, rất là mát luôn. Rồi và ở đây nó có cái chế độ là quay qua quay lại nè anh em, bật vô đây. Đó, rồi ngon lành. Rồi cái quạt này là em đánh giá rất là cao về cái độ tiện lợi nè, êm nè và khỏe nè. Cái sức gió thì rất là mát nha anh em. Đó, đây là thương hiệu chính hãng của Stanley. Điện là điện 220V và công suất của nó là 105W. Rất mát, mát cực kỳ xa luôn. Ví dụ anh em mình để trong phòng mình ngồi cách đó 5-7m rồi nó cũng rất là mát cho mình luôn nha anh em. Đó, ngồi cách 5-7m gì cũng rất mát, rất mạnh nha. Đây, cái khăn lên cho anh em coi luôn, nó bay luôn nguyên cái khăn nè. Đó, anh em thấy không? Đó. Rồi thì cái quạt này là của thương hiệu Stanley, chính hãng Stanley nha anh em. Stanley là thương hiệu của Mỹ nha. Rồi thì cái quạt này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 3 nha anh em. Rồi giá của nó là 2 triệu 3. Anh em nào mà chuyển khoản là cái này là em bao ship luôn cho anh em đi, cho nhanh ha. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng nội địa Nhật này về ha, em về được là một cái dòng kiến massage mắt nha. Đó, cái máy massage mắt là của thương hiệu là La Luna nha anh em. Đó, cái này là tình trạng là anh em thấy ha, còn khá là đẹp luôn nha. Rồi cái này nó có cái dây đeo phía sau này, mình có thể tăng giảm khi mình đeo lên mắt mình ha. Cái này á, là nó rất là hay anh em, cái bảng điều khiển của nó nè. Đó, chỉ việc mình bật cái này lên thôi là bắt đầu là nó sẽ có báo phần trăm pin nè. Rồi những cái mà mod kiểu như là những cái chế độ cho mình ha.
Và cái này khi anh em mở lên sẽ nghe một cái tiếng nhạc du dương rất là nhỏ ha, cực kỳ đã luôn. Và nó có làm nóng nữa anh em. Ví dụ khi anh em đeo vô trong cái vòng mắt của mình á, nó sẽ làm nóng cái phần mà xung quanh cái khóe mắt của mình. Đó, nó làm nóng xong rồi nó massage rất là thư giãn, rất là thoải mái luôn. Đó, cái này mà anh chị em nào khó tính cỡ nào đi chăng nữa mà mang cái này vô, em bảo đảm cũng sẽ rất là hài lòng luôn nha. Cực kỳ xịn luôn. Rồi, cái này á, nè, nó có một cái tiếng nhạc rất là nhỏ, cực kỳ hay luôn. Ví dụ buổi trưa hoặc là cái lúc nào đó mà anh chị em mình muốn nằm thư giãn á, mình đeo cái này vô thì cảm giác nó rất là đã luôn nha anh em. Thường những anh chị em mà ngồi văn phòng lâu á, mình hay ngồi mà mình hay xem cái màn hình tivi, máy tính đồ nhiều á, thì sẽ bị cái tình trạng là mỏi mắt. Thì cái máy massage mắt này nó có tác dụng là cải thiện cái độ nhức mỏi mắt ha, nó làm giảm nhức đầu luôn nha anh em. Đó, nó rất là hay ha. Cái này thì bên nước ngoài người ta sử dụng để trị liệu nha anh em. Đó, rồi tình trạng còn khá là đẹp luôn, cực kỳ xịn luôn nha anh em. Đó, còn tắt thì anh em tắt ở đây. Và khi mà anh em mua thì bên em sẽ gửi kèm cho anh em một cái cáp như vậy ha. Cái cáp này là anh em để sạc cái này, anh em vừa sạc cái này được mà vừa sạc điện thoại được luôn. Rồi, cái máy kính massage mắt này thì bên em đang bán với giá 1.200.000 nha anh em. 1.200.000 nha. Đó, cái này thì nó cũng như cái máy Doctor Hạt thôi. Nếu như đã hết rồi thì nó sẽ không còn nữa đâu. Anh em nào mình có nhu cầu nó thì có thể mua để có thể là sử dụng hoặc là biếu tặng cho những người lớn tuổi cũng rất là ok nha. Cái này anh chị em nào khó tính cỡ nào em bảo đảm cũng hài lòng luôn. Rồi, giá 1.200.000 nha anh em, kèm theo cái cáp cho anh em mình luôn. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Mới về được cho anh chị em mình là một cái lô bơm xe. Đây là bơm xe sử dụng pin nha anh em, nó rất là tiện lợi ha. Thì đây, cái này là hàng xuất qua bên Pháp nha anh em, cho nên nó xịn lắm, cực kỳ nặng nha. Rồi thì anh em mình coi sơ ha. Trong đây là nó có hướng dẫn sơ cho mình nè. Cái này là có thể bơm bong bóng, bơm xe ha, rồi bơm banh nè. Thì nói chung là mình sẽ bơm được các thể loại luôn, bơm phao, bơm nệm hay này nọ là được hết luôn nha anh em. Rồi thì bên trong nó đây, đây em mở ra cho anh em coi ha. Rồi bên trong nó sẽ là như vậy nè anh em. Đó, nó sẽ gồm là một cái máy nè. Đó, một cái máy bơm ha. Và đây là những cái phụ kiện gồm một cái đầu để cho anh em bơm xe ha, anh em ghim vô, anh em bơm vô trong xe đó. Đây, em sẽ kết nối thử cho anh em mình luôn. Đó, để cho anh em mình hình dung được ha, cũng như cái khả năng, cái hiệu quả của nó. Rồi, kết nối vậy thôi là anh em ghim trực tiếp vô trong xe ô tô, anh em bơm thôi. Rồi, một đầu nó là nó có cho mình là cái chui tẩu để anh em sạc bằng cái xe ô tô cũng được luôn nha. Và anh em có thể là sử dụng cái USB này để anh em sạc nó luôn, rất là hay ha. Nó rất là đa năng luôn nè. Rồi, và cái này á, là anh em thấy ha, nó có cái bóng đèn bên đây nè. Đó, thì anh em xài anh em chỉ bật nó, mình bật cái công tắc lên thôi. Nó có cái nút đây nè, giữ mấy giây là nó lên thôi. Ở đây nè, nó có nút đèn nè anh em thấy không. Đó, cái đèn này thì thật ra nó cũng không quá sáng đâu, nhưng mà nó hỗ trợ được cho mình trong cái lúc mình bơm xe hay gì thì mình rọi vô trong cái xe cũng được ha. Rồi, tắt nè. Và ở đây á, nó điều khiển rất là hay anh em. Nó điều khiển rất là hay. Ví dụ như là anh em chỉ cần chọn chế độ thôi. Ở đây nó là cái nút bên đây là chế độ nè. Bấm qua bên đây thì nó sẽ có chế độ là bơm xe ô tô nè. Nó có hình xe ô tô nè. Bấm qua cái nữa thì bên đây là bơm bong bóng, bơm banh nè, cái banh nè. Đó, bấm cái nữa là xe đạp nè. Bấm cái nữa là xe gắn máy. Nhưng thật ra nó chỉ ghi là cái áp đại khái cho mình thôi. Chứ còn nếu như mình chỉnh, mình vẫn chỉnh bằng cái áp cộng trừ này. Ví dụ như là cái bánh xe của anh em là bao nhiêu PSI, nó thì mình chỉ việc bấm thôi. Thí dụ như là 35 thì đây đang là 34 thì bấm cộng nó lên 35, còn 32 thì bấm dấu trừ, ở dưới đây trừ thì nó giảm xuống. Nói chung nó khá là đơn giản. Trong khi mà anh em xài xong, anh em bấm cái là nó sẽ tự động bơm. Đó, khá là hay anh em, rất là tiện lợi luôn. Nó một cái bơm xe này, khi mà anh em đi dọc đường hay xe ô tô mình mà nó có vấn đề gì đó thì mình nếu như nó hết điện thì mình vẫn có thể cắm vô trong cái tẩu xe ô tô để mà mình bơm luôn. Nó khá là hay nha. Rồi thì cái này á, là nó bơm được các thể loại luôn. Em nói là các thể loại luôn ha. Xe ô tô nè, 16 chỗ trở xuống nè. Rồi, nó 16 chỗ trở xuống nè, xe gắn máy, xe đạp, bơm banh, bơm phao, các thể loại bơm luôn. Đó, cực kỳ xịn nha anh em. Cái này tình trạng là chưa qua sử dụng luôn ha, full hợp nha. Cái này là hàng xuất qua bên Pháp nha anh em. Đó, cho nên là nó ghi tiếng Anh nè. Đó, khá là xịn. Rồi, ok, thương hiệu của nó là Ecomax nha. Rồi, ở đây nè, nó
nó tối bơm được tối đa là tới 150 PSI luôn nha anh em, 150 PSI, còn cái dung lượng pin của nó là 4500 mAh. Đó, nói chung rất là xịn sò. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 725.000 nha anh em, 725.000 một cái như vậy nha. Nói chung là những cái này là hàng thanh lý lô cho nên giá nó rất là tốt, mà nó số lượng nó sẽ không nhiều, cho nên là anh em mình á ha, mình quan tâm thì mình chốt nha. Đó, chứ để qua đợt là nó sẽ không còn. Rồi, ok, em cảm ơn anh em đã xem hết cái video này nha. Anh em nào mình mới xem kênh của em thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh nha. Còn những anh em mà mình quan tâm tới cái mẫu bơm xe này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn. Xin cho anh chị em là một cái bộ kích bình và bơm xe dành cho anh chị em mà mình có xe ô tô nha. Đó thì cái bộ này nó rất là hay ha, nó khá là hay luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử cho anh chị em mình xem thử bên trong nha. Rồi thì cái bộ này là nó gồm đầy đủ phụ kiện như vậy cho anh chị mình luôn nha. Đó, trước tiên á, là ở đây nó có cho mình là một cái kích bình. Đó, đây, đây là một cái viên pin kích bình anh em ha. Cái này á, nó rất là hay ha. Cái viên pin này nó rất là đa năng. Nó rất là đa năng. Ví dụ anh em đi ngoài đường mà cái xe của mình nó lỡ bị hết bình hay cái gì đó, thì chỉ việc là mình ghim cái cọng dây kích bình vô trong đây, rồi là mình kích trực tiếp cái xe mình thôi. Nó khá là hay anh em ha. Đây nè, đi kèm nó là nó có cho mình cái dây này luôn. Nó cái dây này rất là hay anh em, chỉ việc mình mở cái này ra thôi. Mình mở cái ngăn này ra. Nó rồi mình cặm vô đây. Rồi hai đầu là mình kẹp vô trong cái bình. Nó đỏ là cực dương, hang đen là cực âm. Rồi kẹp vô trong cái bình là mình đề được cái nổ cái bình lên thôi. Khá là hay nha. Cái này là một trong những cái dụng cụ không thể thiếu luôn nha anh em trên xe ô tô nha. Rồi cái này là cái công dụng thứ nhất là kích bình. Công dụng thứ hai anh em thấy đây nè, nó có đèn nè. Đó, anh em chỉ việc mình bật lên là nó có thành chế độ đèn pin cho mình luôn. Đó, để đi đêm đi hôm hoặc là trong cái lúc mà bình xe mình bị hết ban đêm thì mình cũng có thể mình sử dụng nó để rọi ha. Đó, nó có các cái chế độ báo động luôn cho anh em mình nha. Đó, rồi trên đây nó có cho mình một cái la bàn luôn nè. Đó, cái la bàn rất là hay ha. Rồi không những như vậy mà ở đây nó còn có cho mình đi kèm cho mình là một cái chuôi USB. Nó mà chia ra ba cái cổng nè, ba cái cổng sạc nè ha. TC, Lightning nè ha. Nó và Android. Nó nói chung là sạc đa năng cho các dòng điện thoại luôn. Bởi vì khi mà mình đi đâu đó đi cắm trại hoặc là mình đi đâu đó mà cái bình xe mình bị hết thì mình vẫn có thể sử dụng nó để ghim vô đây để sạc cho các thiết bị điện thoại của mình luôn. Nó khá là hay ha. Rồi nó trước tiên là anh em thấy đây là cái cục pin kích bình rất là tuyệt vời. Đi kèm với nó là nó có cho mình luôn là một cái bơm xe. Nó cái này là cái bơm xe khá là hay anh em ha. Rồi cái bơm xe này á, đó chỉ việc là anh em cắm một cái đầu thì anh em cắm vô trong đây nè. Nó một cái đầu là anh em cắm trực tiếp vô trong cái viên pin kích bình này. Đó đây em cắm thử cho anh em xem luôn. Đó, khá là hay nha anh em. Rồi anh em cắm vô trong đây. Rồi anh em bật công tắc cái này lên là nó sẽ bơm xe cho mình luôn. Đó, đây, bật công tắc lên. Đó, anh em thấy không? Cái này là nó bơm xe. Cái này bơm xe được thì anh em biết ha, nó bơm được các loại xe ô tô nè. Đó, xe 7 chỗ nè, xe ô tô, xe máy, xe đạp, bơm phao, bơm bong bóng, nó nệm hơi, các thể loại luôn. Khá là hay nha anh em. Đó, ở đây nó có cái đồng hồ hiển thị áp ha. Trong cái lúc anh em bơm á, thì đây nó sẽ hiển thị cái áp cần thiết lên cho mình luôn nha. Tùy vào loại xe mà nó có những cái áp cần thiết khác nhau. Đó, hoặc là anh em bơm phao, bơm bong bóng gì đó, các thể loại luôn. Nó nói chung nó rất là đa năng nha anh em. Rồi khá là hay nha. Đó rồi còn tiếp theo là một cái cục adapter để sạc cho cái cục pin này. Đó trong cái thời gian mình sử dụng thì pin này nó hết á. Thì đây nè, nó có báo phần trăm pin ha. Thí dụ pin còn 2 nấc là mình sạc đi. Đó 1 hoặc 2 nấc thì mình cứ sạc. Và ở đây nó sử dụng cái nguồn điện là auto volt luôn. Tức là điện từ 100 cho tới là 240, tức là điện Nhật hoặc là điện ở Việt Nam anh em vẫn xài được hết luôn nha. Khá là hay luôn nha anh em. Rồi ở đây nó có cho mình là một cái đầu tẩu nữa nè. Nó cặm sạc trên xe ô tô luôn. Rồi rất là nhiều ha.
Nói chung là khi anh em có xe ô tô thì anh em không thể thiếu một cái bộ như vậy để trên xe, để đề phòng những cái trường hợp ví dụ đi dọc đường mà xe mình có sự cố về điện, về bình hoặc là về cái lớp xe cán đinh gì đó, thì đây nó sẽ giải quyết được tất cả cho anh em luôn nha. Rồi thì cái bộ này thì bên em đang bán với giá là 990.000 nha anh em. Vừa bơm xe nè, vừa kích bình nè, vừa sạc điện thoại, vừa làm đèn pin. Đó, khá là đầy đủ cho anh em luôn, đựng trong một cái hộp rất là gọn gàng như vậy để trên xe ô tô nha. Rồi anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha, giá 990.000 nha anh em. Rồi ở đây em lên cho anh em là cái mẫu kính massage mắt hàng nội địa Nhật của thương hiệu là La Luna nha anh em. Đó, cái kiến này nó rất là xịn sò luôn. Nó thì ở bên Nhật người ta sử dụng những cái kiến này để vật lý trị liệu nè, ngồi thiền nè, thư giãn nè. Đó, cái này nó rất là hay. Ở nó massage mắt rất là tuyệt vời luôn anh em. Khi mà anh em đeo vô á, cái dây này nè, nó cái dây này anh em có thể là tăng giảm được ha. Mình tăng giảm nó được để vừa vặn với cái khuôn mắt của mình. Anh em đeo lên mắt á, thì anh em ở đây nè, nó có cái nút này anh em bấm nè. Anh em bấm nó, đó là bắt đầu là nó khởi động ra, là nó sẽ thổi phồng lên, nó massage vòng vòng cái khu vực ở xung quanh cái khóe mắt của mình á anh em, nó rất là thoải mái luôn. Nè, nó có một cái tiếng nhạc du dương nè anh em. Đó, em không nói chuyện để anh em nghe tiếng nhạc nha. Đó, tiếng nhạc du dương để mình vừa massage mắt mà mình vừa đeo vô để thư giãn nữa. Ở đây nó có cái nút nè anh em bấm nè, nó có thể đổi cái bài nhạc cho mình luôn, rất là hay nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Mà cái này là nó có massage nóng nữa nha anh em, tức là khi mà nó massage cái vùng mắt mình á, nó massage nó làm nóng luôn cái vùng mắt mình ha, nó làm cho cái mắt mình cảm giác rất là khỏe. Một cái liệu trình của nó là 15 phút hết anh em, tức là một cái liệu trình massage của nó sẽ là 15 phút. Mà sau khi massage xong á, mình mở mắt ra mình nhìn, mình cảm giác mọi thứ nó rất là rõ luôn. Đó, nó rất là hay ở chỗ này nha anh em. Thì những anh em mà mình làm văn phòng, mình hay ngồi máy tính lâu nè, hoặc là những cô chú bác lớn tuổi nè, đó thì hoặc là những anh chị em nào mình trước khi ngủ á, mình đeo cái này thì rất là tốt luôn nha anh em. Đó, nó massage những cái dây thần kinh xung quanh mắt của mình, nó làm mắt của mình rất là khỏe mà cực kỳ thư giãn luôn. Đó, cái này mà anh chị em nào mà mình đeo vô rồi thì mình sẽ cảm nhận được ha. Nó cái độ rất là hay của cái này nha. Rồi thì cái máy massage mắt này bên em đang bán với giá là 1.200.000 nha anh em. 1.200.000 thì bên em có tặng kèm cho anh em luôn là cái cáp sạc nha. Đó, đây nè, cái chui sạc nó dưới đây nè. Đó, anh em mua về chỉ việc mình sạc đầy rồi mình sử dụng thôi. Khá là ok, còn xài xong thì mình bấm nút là tắt thôi. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, rồi giá là 1.200.000 ha. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Đó rồi, bây giờ ở đây em mới về cho anh chị em là một cái đèn năng lượng ha. Đây là cái đèn năng lượng mà đèn led dây năng lượng. Đó, đây là gồm một cái cuộn dây tới 30m luôn anh em. Đó, cái này là dây này cũng chống nước luôn. Thì cái này anh em mùa Tết tới rồi mình có thể mình trang trí cây cảnh hay là trang trí trước nhà, sân vườn gì đó ha. Rất là xịn sò luôn anh em. Rồi thì cái cuộn này nó gồm là một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đó, một cái tấm pin năng lượng mặt trời này là anh em mình treo ở ngoài nắng ha. Đó, ban đêm thì nó sẽ tự động, ban ngày nó sẽ tự động nó sạc vô trong đây, rồi nó sẽ cung cấp điện cho nguyên cái cuộn đèn led này. Đó, cái cuộn này là rất là dài nha anh em, 30m luôn nha. Rồi thì em đo sơ qua cái tấm pin năng lượng cho anh em mình coi luôn. Cái tấm pin này cái chiều dài của nó là 45 nha. Chiều dài là 45. Rồi, chiều rộng của nó là 30 35. Đó, dài 45, rộng 35. Rồi khi mà anh em đấu vô xong thì ban ngày nó mình treo ngoài nắng tự động nó sạc, ban đêm thì nó sẽ sáng cho mình. Thì ở đây nó có các cái chế độ đèn luôn anh em thấy không? Cái chế độ đèn này là nó ngã màu, nó đổi màu cho anh em thoải mái luôn ha. Và đi kèm nó có cái remote nè. Ví dụ như anh em mình muốn chuyển cái màu nào hay cái gì đó thì mình cứ bấm thoải mái ha. Đó, nó chuyển màu rất là sáng, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, 7 màu cho anh em luôn. Với lại cái dây này thiết kế thì chống nước luôn nha. Đó, cái dây led này thiết kế thì chống nước rất là xịn. Rồi, thì cái bộ này thì bên em đang bán với giá là 1.450.000 anh em. Một cái bộ này, đó, một cái bộ đèn led năng lượng mặt trời này, giá là 1.450.000, bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Đó, bảo hành cho anh em là 6 tháng luôn, rất là ngon nha. Rồi thì anh em mình quan tâm mà mình có nhu cầu mua cái bộ này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha anh em.
Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, made in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô. Đó, số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Đó, cái phiểu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình một cái lô hàng nội địa Nhật ha. Rất là xịn sò luôn. Thì anh chị em mình quan tâm sản phẩm nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi thì đầu tiên này ở đây em mới về được cho anh chị em mình mấy cái con hút bụi Dyson. Mà cái đợt này về á, thì cái hàng Dyson nó rất là đẹp anh em ha. Đó thì hầu như là nó gần như là 98-99% ha. Đó, nó có cái thùng full thùng như vậy cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì cái này á, là anh em mình á, nhìn vô là mình thấy ha. Đó, cái này á, là cái đây là cái máy hút bụi Dyson anh em nha. Đó, rất là xịn sò, đi kèm nó đầy đủ phụ kiện ha. Là gồm là cái cây nối dài nè anh em. Đó, để em gắn vô cho anh em coi luôn. Đó, đây. Đây là cây nối dài ha. Đó, tình trạng của nó thì mới khoảng 98-99% anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Và một cái quan trọng nữa nè. Đây, đây là những cái đầu phụ kiện của nó ha. Đó, anh em mình nhìn vô mình thấy ha, những cái đầu phụ kiện này hầu như người ta chưa có lắp vô xài luôn nè. Đó thì đây là một cái đầu hút khe, dưới đây là một cái chổi hút anh em ha. Đó, khá là xịn sò, nhìn rất là chất lượng luôn nha anh em. Đây em mở sơ ra cho anh em mình coi luôn. Thì những cái đầu hút khe này nó rất là tiện lợi ha. Đó, những cái đầu hút khe này nó rất là tiện lợi nè anh em. Đó, thì anh em có thể là mình hút ở trên những cái không gian chật hẹp, ví dụ như ở trên bàn làm việc, ở trong phòng ngủ, ở trên kiến rồi ha. Đó, chỉ việc để vô trong những cái khe cốc nước xe ô tô mình hút cũng khá là ok luôn nha anh em. Đó, rồi đây bấm nút là gỡ ra thôi. Còn cái đầu này thì nó cũng vậy luôn. Đầu này thì nó có cái chổi anh em ha. Đó, nó có cái chổi cho mình hút ha. Khá là tuyệt vời. Đó, đây, cái đầu này nó đầu chổi anh em ha. Khi mà mình gắn vô á thì mình hút ha, mình vừa hút vừa chà nè. Đó, vừa quét vừa hút luôn ha. Tình trạng thì anh em thấy cái đầu này hầu như người ta chưa xài luôn nha. Đó, rồi tiếp theo là tới một cái mà nhân vật quan trọng nhất ở đây. Đó là cái này. Đó, đây. Đây là cái bàn hút anh em nha. Đó, đây là cái bàn hút anh em nha. Đó, rồi thì cái bàn hút này cũng khá là đơn giản. Anh em chỉ việc là mình cắm vô trong đây thôi. Đó, rồi cắm cái cây này vô là anh em có thể là mình hút ở dưới đất đồ luôn anh em nha. Đó, đây ha. Đây nè, đó, cả cây. Khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, nhìn rất là ok anh em nha. Rồi thì cái này á, nó vừa quét và vừa hút luôn, rất là tiện lợi anh em ha. Đó, cái đầu này nè, vừa quét và vừa hút luôn. Rồi, khá là xịn sò. Rồi nó thì cái đợt này á, là nó về nó đầy đủ các phụ kiện cần thiết cho anh em mình luôn ha. Đó, và đi kèm nó là nó có cho mình cái sạc luôn nha anh em. Đó, để em lấy cái sạc cho anh em luôn. Đây, đi kèm là nó có cái mình cái sạc của hãng Dyson luôn anh em. Đó, rồi thì cái sạc này á là nó sạc được xài được điện là auto volt luôn anh em, từ 100 cho tới là 220 luôn nha.
Đó, đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn ha. Rồi thì cái con này á, tình trạng của nó đẹp khoảng là 98-99%. Có đầy đủ những cái phụ kiện em vừa quay cho anh em luôn nha. Rồi giá của nó là 3 triệu nha anh em. Những cái con như vậy hãng bán khoảng là 7-8 triệu, 8 triệu nha anh em. Nó trong hãng đang bán mới là khoảng 8 triệu ha. Đó thì cái giá bên em chỉ có là 3 triệu thôi. Đó, giá chỉ có 3 triệu thôi. Rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi anh em nhìn cái lưới lọc ở phía sau của nó là mình thấy ha. Nó còn rất là mới luôn nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em ơi. Rồi anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Giá là 3 triệu ha. Bộ máy hút bụi của Dyson. Đó, full thùng. Tình trạng là 98-99%. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu bàn ủi tích nhiệt không dây hàng nội địa Nhật, rất là đẹp luôn nha anh em. Thì em nói sơ về cái công dụng ha, tất cả những cái mẫu bàn ủi ở đây thì nó chung với công dụng với nhau là nó có là tích nhiệt không dây nè và chế độ hơi nước nè. Tích nhiệt không dây là như thế nào? Ví dụ như là mỗi cái bàn ủi nó sẽ gồm cái đế như vậy. Thì mình chỉ việc là mình lấy cái dây điện nằm ở đây nè, nó mình ghim vô điện và anh em ghim vô điện là điện 100V giúp em nha. Tại hàng này nhập bên Nhật về xài điện của Nhật là điện 100V. Rồi khi mình ghim vô điện xong mình gá cái bàn ủi lên. Rồi ở đây thì mình chọn cái chế độ nóng anh em ha, mình chọn cái chế độ nóng xong khoảng là 20 tới 30 giây sau thì cái bàn ủi này nó đã nóng rồi, mình lấy ra mình đi ủi xung quanh. Nó mình ủi mỗi lần nóng, một lần tích nhiệt như vậy thì anh em có thể ủi được hai bộ đồ nha. Nó khá là nhanh nóng và nó cũng giữ nóng rất là lâu, thì mình có thể là mình mang đi ở trên lầu, mình mang xuống tầng dưới mình ủi đồ cũng được nữa. Nó thường mỗi lần mình ủi mình hay có cái cọng dây vướng víu khó chịu thì anh em sử dụng những cái mẫu bàn ủi tích nhiệt không dây như vậy. Nó thì nó rất là gọn gàng anh em ha. Giờ ở đây có chế độ hơi nước nè. Chế độ hơi nước này thì anh em chỉ việc là mình mở ra mình bỏ nước vô trong đây. Rồi trong cái quá trình mình ủi mình bấm ha, cái vừa bấm vừa ủi như vậy thì mình sẽ ủi được chế độ hơi nước nha. Rồi ok anh em, thì cái bàn ủi này hàng nội địa Nhật anh em nha, tình trạng còn khá là đẹp luôn ha, màu đen như vậy. Rồi con này thì bên em đang bán với giá là 900k nha anh em. Con này là 900k, màu đen ha, anh em nào thích thì inbox giúp em nha. Rồi tiếp theo tới con bên đây là của Toshiba. Thì cũng chức năng dung vậy luôn, chỉ khác là cái mẫu mã xíu thôi. Đó, tình trạng còn khá là đẹp anh em nha. Đó, con nào cũng rất là đẹp hết nha. Rồi, ok, con này cũng 900 luôn đi. Đó, rồi hai con đồng giá với nhau ha. Con màu xanh, con màu đen, anh em thích con nào thì lấy nha. Đó, con nào cũng là có chế độ hơi nước nè, cũng tích nhiệt không dây nè, rất là đẹp luôn. Rồi, đồng giá 900k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là một cái đèn bàn học nha. Đèn bàn học này nó sử dụng pin, nó cũng tương đối rất là tiện lợi mà nhỏ gọn cho anh chị em mình luôn. Thì ở đây nó có cho mình một cái ngăn ha. Cái ngăn này anh em có thể là khi mà mình để bàn học thì có để đựng bút, đựng viết, đựng thước hay cái gì đó ha. Công cụ, dụng cụ gì của mình cũng được. Rồi thì cái đèn bàn học này á là ở bên trong nó như vậy. Đó, mình mở ra thôi. Đó, rất là tiện lợi nha. Cái này mình có thể mở cao ra được luôn. Đó, em có thể mở cao ra được như vậy luôn cho anh em mình nha. Đó. Rồi mình có thể mở cao tối đa là được như vậy. Còn không mình xếp lại để mình đọc sách hay là học bài hay là viết cái gì đó cũng rất là ok nha. Còn ở đây á là nó có cho mình cái nút on off này anh em thấy không. Rồi cái này là của thương hiệu là Ricino nha. Đó, Ricino. Rồi cái này á là bây giờ ở đây nó có cái nút cho mình nè, mình bấm nè. Đó, em để gần cho anh em hình dung được nha. Đó, cái nút cảm ứng nha anh em. Đó, cái nút cảm ứng mình bấm rất là tuyệt vời, rất là tiện lợi luôn nha. Rồi cái này á là nó có ba cái chế độ sáng ha, tức là ba màu á nè. Một màu là màu ánh sáng vàng nè, một cái là ánh sáng trắng nè, một cái là ánh sáng trắng vàng, và mình có thể điều chỉnh được ánh sáng mạnh nhẹ luôn. Mình giữ ở trên cái nút này đó, mình giữ ở trên cái nút này nè, nó sẽ sáng mạnh ra, mình giữ cái là nó sẽ giảm nhẹ xuống nè. Đó, anh em thấy không nè, nó sáng mờ rồi nè. Rồi em giữ cho sáng mạnh lên nè. Đó thì cũng giữ ngay cái nút này thôi. Đó, nó sẽ tự động sáng mạnh lên nha. Rồi nó rất là tiện lợi luôn nha. Đẹp, tiện lợi nè. Mà mình đọc sách hay gì này nọ rồi rất là ok luôn. Gọn gàng nữa, để trên đèn bàn học cho con cái để học bài cũng rất là tuyệt vời nha. Rồi còn ở đây anh em có thể điều chỉnh được ngày tháng nhiệt độ hay cái gì đó thì anh em điều chỉnh vô. Rồi thì ở đây á, nó như xài xong thì mình bấm tắt thôi. Và cái này á là nó là pin sạc. Khi mình sạc đầy thì trong đây nó có pin, nhưng mà khi mà anh em để trên bàn á thì đi kèm nó là người ta cho mình cái cáp sạc nè. Cái này là
anh em nếu như anh em để bàn học liên tiếp á, thì mình có thể mình cắm điện vô luôn đó, mình cắm điện vô sẵn luôn rồi cắm vô adapter luôn, nó y như là nó một cái thiết bị điện vậy đó. Đó thì mình vừa xài điện mà vừa xài trực tiếp bằng điện luôn cũng được nha. Đó, rất là đẹp, rất là xịn sò cho anh em luôn nha. Ánh sáng cũng rất là tốt luôn, hỗ trợ cho mình viết sách, vở hay là cái gì đó rất là tuyệt vời, gọn gàng nữa. Rồi thì cái đèn này ha, của thương hiệu là Ricino, thì chiều dài của cái đèn này em cũng đo sơ cho anh em luôn đi. Đây thì cái này mình có thể tháo gỡ ra được luôn nha anh em. Đó, anh em để vô thì để như vậy. Đó, để như vậy nè. Rồi, cái đèn này á, thì để em đo chiều dài cho anh em mình coi. Chiều dài của cái đèn này là 28cm nha anh em. Đó, 28cm nha. Rồi, đây thì xài xong thì bấm tắt thôi. Rồi, ok anh em. Thì cái đèn này bên em đang bán với giá là 250k nha anh em. Đèn bàn học 250k nha. Rồi, anh em nào quan tâm tới mẫu này thì nhắn cho em luôn. À, rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cuộn dây điện của Nhật nha anh em. Đó, dây điện này là dây điện nội địa Nhật ha. Đó, cái này là cuộn này là nó là 100m nha anh em. Rồi, một cái cuộn này á, thì nó là 3 lõi 1.6 nha anh em. 3 lõi đồng 1.6. Đó, đây. Đây nè, nó có 3 lõi đồng 1.6 anh em ha. Rồi, thì cái cuộn này ha, nó nặng là khoảng là 13kg ha. Nặng 13kg, giá là 2,5 triệu nha anh em. Đó thì anh em biết rồi, hàng nội địa Nhật thì những cái ví dụ như cái lõi bao nhiêu chấm á, thì nó rất là chính xác ha. Nó không giống như những cái hàng bình thường ở Việt Nam mình đâu. Đó, cho nên là cái lõi của nó 1.6 chứ nó rất là to. Rồi, cuộn này thì 3 lõi 1.6, nặng là nặng 13kg, giá là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em thêm một cái cuộn nữa. Cái cuộn này thì nó cũng 3 lõi luôn, nhưng mà 3 lõi nhưng mà lõi đồng 2 chấm nha anh em. 3 lõi và lõi đồng 2 chấm thì nó lại to hơn cái cuộn hồi nãy luôn. Đó, rất là to anh em ha. Tình trạng là cũng chưa có qua sử dụng anh em ha, còn trong cái cuộn như vậy luôn nè. Đó, rồi, cái cuộn này thì bên em đang bán với giá là 2,8 triệu nha anh em. Đó, 2,8 triệu nha. Đó, anh em nào mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Ở đây em lên cho anh chị em là một cái máy nén khí của Buma. Đó, đây là cái máy nén khí của Buma, hàng nội địa Nhật nha anh chị em. Rồi, thì cái máy nén khí này nó rất là nhỏ gọn ha. Đây nè, nó rất là nhỏ gọn. Cái máy này thì cái dung tích của cái bình lít, cái bình khí của nó là 4 lít nha. 4 lít nha anh em, cái áp của nó là áp 8kg. Và cái này nó sử dụng cái điện của Nhật là điện 100V. Đó, cái điện của Nhật là điện 100V ha. Đây, thông số ở đây 0,375kW, tức là cái con này là khoảng là 375W nha anh em. Con này là khoảng là 375W nè. Rồi, thì con này thì cái bình của nó là bình 4 lít ha nè. Bình 4 lít nè, nó có cái đồng hồ hiển thị áp ở đây, và nó có một cái van để lấy hơi ra ở đây. Cái áp 8kg thì anh em có thể là mình bơm xe được nè, mình có thể là phun sơn được nè. Đó, bơm xe, phun sơn, thậm chí anh em bắn đinh cũng được nha. Nó thì nó sẽ nhỏ gọn và nó sẽ phù hợp cho anh em là thí dụ như sử dụng gia đình lặt vặt nè. Với lại là nó sử dụng cái động cơ của nó là cách âm nha anh em. Nó rất là êm, chạy cực kỳ êm luôn. Điện của nó là điện của Nhật 100V. Thì cái con này thì bên em đang bán với giá là 1,8 triệu nha anh em. Rồi, con này thì giá 1,8 triệu. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em ha. Nén khí Buma, hàng nội địa Nhật, 4 lít. Rồi, giá 1,8 triệu. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt giải nha. Đó, đây là mẫu kéo cắt giải rất là xịn sò, siêu dài luôn cho anh em mình ha. Đó, rồi cái mẫu này á, thì để em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn đi. Đó, đây, đây cái chiều dài tối đa của cái mẫu này là 30cm nha anh em. Đó, khá là dày ha. Đó, để dành cho anh em mình cắt giải, cắt giấy rồi ha. Cắt những cái gì mà anh em có thể cắt được thì anh em cứ cắt thoải mái nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây nha anh em. 190k một cái cây kéo như vậy nha.
Dạ rồi, tiếp theo ở đây em vừa khui kiện được cho anh chị em mình là một cái đồng hồ cơ cổ của châu Âu. Đó, đồng hồ cơ cổ của châu Âu rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, thì cái đồng hồ này mình nhìn vô là mình thấy ha, nó làm bằng cái hộp gỗ rất là đẹp và nó sử dụng cái quả lắc. Và đồng hồ này là đồng hồ cơ, nó gồm là hai cái lỗ cót anh em ha. Hai cái lỗ cót thì thường á là nó sẽ mỗi nửa tiếng nó sẽ điểm chuông một lần. Và cái này là sản xuất tại Đức anh em ha. Đó, cái hộp, cái vỏ đồng hồ này thì nhìn rất là đẹp anh em ha. Nó nhìn tổng thể thì rất là đẹp ha. Ở đây nó có cái vết trầy nhẹ miếng nha. Nhưng cái này là gỗ thì trầy mình có thể mình sơn lại được ha. Đó, rồi ở trên đây thì hai bên nó có cái tiện những cái nó có những cái hoa văn anh em ha. Đó, nó có những cái hoa văn bông hoa nha. Đó, nói chung tổng thể thì nhìn khá là đẹp. Còn dưới đây thì phần kính, cái phần kính nó có cái khung kim loại ha. Đó, nó có cái khung kim loại, khung sắt nhìn rất là đẹp nha. Rất là cổ điển nha. Rồi, ở dưới đây thì nó có đóng cho mình một cái triện của CRZ Ma. Đó, khá là đẹp. Rồi, ở đây thì sản xuất tại Đức ha, mặt đồng hồ tròn. Cái số của nó làm cái phông chữ, phông số của nó cũng nhìn rất là lạ nha anh em. Rồi, thì cái này em sẽ đo sơ cái kích thước về cái ngoại hình cho anh em mình ha. Rồi, chiều cao tối đa của nó từ trên cho tới dưới đây là 80 anh em ha, 80cm nha anh em. Đó, 80cm ha. Còn về cái phần chiều ngang của nó là 34. Đó, 34 x 80 anh em ha. 34 x 80, còn về cái phần chiều sâu của nó là khoảng là 15.5. Đó, 34 x 80 x 15.5. Còn về cái đường kính của cái mặt đồng hồ anh em ha. Đường kính của cái mặt đồng hồ là 20 nha anh em. Đó, 20 là khoảng một gang tay. Rồi, tổng thể thì anh em nhìn vô là anh em thấy ha. Rất là đẹp luôn. Nó những mẫu đồng hồ cơ cổ mà nó còn ngoại hình nó còn đẹp như vậy thì nó rất hiếm anh em nha. Đó. Rồi, cái thùng anh em ha, cái thùng ở bên trong cũng còn rất đẹp nha. Rất lành lặn, rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp ha. Cái đồ lên cót còn đầy đủ cho anh em nha. Đó, thì đây nó hai lỗ cót, cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần. Thì bây giờ em sẽ cho điểm chuông thử cho anh em nghe nha. Đó, 30 phút. Rồi, chuông, tiếng chuông của nó là bính bong, chuông bính bong anh em nha. Rồi, em sẽ cho tròn giờ nè. Tiếng chuông cũng khá là ok anh em nha. Đó, cho nghe chuông lại một cái nữa nè. Nó tiếng chuông cũng rất là vang anh em ha. Nó tiếng chuông nó rất là vang, rất là hay. Rồi, đồng hồ còn rất đẹp, anh em thấy cái quả lắc ha. Đó, cái quả lắc mạ vàng anh em ha. Quả lắc mạ vàng rất là đẹp luôn nè. Đó, tổng thể thì rất là đẹp nha. Rồi, em sẽ cho anh em coi sơ cái bộ máy luôn. Đó, bộ máy anh em ha, bằng đồng. Còn rất đẹp anh em ha, rất là cổ nha. Nó mà những cái chi tiết bằng đồng này thì anh em xài rất là nhiều năm. 10 năm, 20 năm, 30 năm nó cũng vậy. Đó, 100 năm nó cũng vậy nha anh em. Quá trình mình xài thì mình chỉ việc lau dầu thôi. Còn ở trong đây anh em ha, đó, cái phần quả gông nó cũng có cái chuyện là Made in Germany nha. Đó, cái củ gông gồm 3 gông và 3 búa anh em ha. Nó điểm giờ bính bon, 3 gông, 3 búa. Nói chung mọi thứ thì hoàn hảo. Đồng hồ cũng chạy hoàn hảo luôn. Rất đẹp nha anh em.
đó. Rồi, mỗi 30 phút điểm chuông một lần. Sản xuất tại Đức, hàng châu Âu. Bên đây nó có cái khóa gài của cái ngăn nè, đó mình gài lại. Rất đẹp. Rồi, ok anh em. Cái đồng hồ này thì bên em đang bán với giá là 5 triệu nha anh em. Đó, cái đồng hồ cơ cổ này sản xuất tại Đức, bên em đang bán với giá là 5 triệu nha. Rồi, anh em nào quan tâm tới mẫu đồng hồ này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, thì tiếp theo thì anh em mới về lại cho anh em được là cái đèn mang song anh em ha. Đây là đèn mang song sử dụng pin nha anh em. Cái này là đèn mang song sử dụng pin của thương hiệu là Takiko. Rồi thì cái đèn này á, nó rất là đơn giản anh em. Mình chỉ việc mình sạc pin thôi, rồi mình xài thôi. Ở đây nó có cái núm dặn nè, anh em dặn nè. Nó là cái chế độ ánh sáng ha. Cái này là ánh sáng trắng vàng, nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi nếu như mà mình muốn nó sáng mạnh hơn thì ở đây mình chỉ việc mình dặn mạnh hơn thôi. Đó, mình càng dặn thì nó càng mạnh anh em ha. Rồi cái ánh sáng của nó cũng rất là đẹp nha. Đó, ánh sáng rất là đẹp luôn anh em ha. Thì thường những anh em mà đi camping cắm trại dã ngoại hoặc là nhà mình mà hay cúp điện rồi đó, đó thì mình đi ban đêm rồi hay sử dụng đèn á, thì anh em mua cái đèn này anh em cầm đi ha, nó rất là ok. Với lại pin của nó là pin sạc cho nên nó rất là tiện lợi anh em ha. Rồi đi kèm nó là nó có cái cáp sạc luôn cho mình nè, mình chỉ việc là mình sạc đầy rồi mình xài thôi. Đó, cái này thì nó anh em để nắng mưa cũng khá là ok luôn anh em. Rồi rất là ok, ánh sáng nhiệt độ màu rất là đẹp ha, nhiệt độ màu này nó rất là dễ chịu nè. Rồi ok anh em nha. Rồi cái đèn mang song này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây anh em ha. Cái này là của thương hiệu là Takiko nha. Rồi 190k một cây, có một cái màu rêu rất là đẹp ha. Rồi màu quân đội rất là đẹp luôn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ treo tường. Đó, khá là đẹp nha anh em. Rồi cái mẫu đồng hồ treo tường này á, thì nó thiết kế theo là cái phong cách mà cổ điển của châu Âu á, cho nên nó làm cái mặt số anh em nhìn thấy nó rất là cổ ha. Đó, nó làm những cái mặt số cái kiểu cổ á. Rồi kim của nó là kim trôi. Nó kim trôi nó khá là hay, bởi vì cái ban đêm rồi nó sẽ không có nghe tiếng động, nó không có bị ồn ha. Đó. Rồi cái này thì nó thiết kế cũng rất là dày dặn nha anh em. Rồi cái này thì em cũng đo sơ cái đường kính của cái mặt đồng hồ cho anh em nha. Đường kính của nó là khoảng 3 tấc nha anh em. Đó, tổng hết là khoảng 31 cm. Đó, tổng hết là 31 cm. Thì cái này á, là anh em mình thấy cái bộ máy của nó ha. Đó, sử dụng một viên pin tiểu nha anh em. Đó, bộ máy di động đồ rất là chạy, rất là hoàn hảo ha. Cái móc ở đây. Rồi, thì cái này á là bên em đang bán với giá là 245k nha anh em. 245k. Rồi, rất là đẹp luôn nha. Anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, đồng hồ treo tường 245k. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái quạt dạng quạt công trình, quạt lớn của Điều Quơ anh em ha. Thật ra nói tiếng công trình chứ ở nhà mình xài cũng được, trong những cái tiệc tùng này nọ đó thì mình sử dụng những cái này anh em ha. Cái thứ nhất là nó rất là mạnh, cái thứ hai về thẩm mỹ thì nó khá là đẹp anh em ha. Trên đây nó có cái quai sách cho mình nè, anh em sách nè. Đó, và cái phần chân của nó anh em thấy không, rất là chắc chắn nha. Cái này thì mình có thể chỉnh nè, anh em chỉnh cái độ nghiêng nè, nghiêng lên nghiêng xuống gì thì tùy anh em nha. Rồi ở bên đây thì nó có cái nút khóa luôn, anh em khóa lại thì nó không nghiêng được nha. Nó khá là hay ha. Rồi về cái bảng công suất của nó thì anh em coi ha. Điện của nó là điện 220 ha, nó nặng khoảng 10 kg và công suất là 120W nha anh em. Rồi phía sau là cái bảng điều khiển nha anh em. Đó, cái bảng điều khiển phía sau anh em nhìn thấy khá là xịn sò anh em ha. Nè, cái cấp độ 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó, tùy anh em ha, anh em xài cấp độ nào thì anh em dặn thôi. Đi kèm nó là nó có cho mình một cái cọng dây điện anh em ha. Đó, dây điện nè, cái đầu này á thì đó, anh em ghim vô điện xài thôi. Cái này là sử dụng được cái điện là 220V nha anh em. Đó, của Điều Quơ, thương hiệu chính hãng anh em ha. Và cái con này tình trạng thì chưa qua sử dụng nha anh em. Chưa qua sử dụng ha. Rồi em đo sơ cái đường kính của cánh quạt này cho anh em mình hình dung luôn nha. Rồi đường kính của cái dòng bên đây, từ bên đây qua bên đây là 54 cm. Đó, từ bên vành qua bên đây qua vành bên kia là 54 cm nha anh em. Cái cánh của nó làm bằng kim loại luôn nha anh em. Cái cánh làm bằng kim loại rất là xịn ha, cho một cái lực gió cực kỳ mạnh luôn. Và anh em biết rồi, đồ của Điều Quơ là một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ,
cho nên là cái chất lượng của nó rất cao cấp nha. Rồi cái con này thì bên em đang bán với giá là 3,1 triệu anh em ha. Cái con này thì bên em đang bán với giá là 3,1 triệu nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ inbox cho em nha. Đó, quạt của Đề Quơ, quạt công trình của Đề Quơ 54 cm, giá là 3,1 triệu nha. Rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái sạc dự phòng nha anh em. Cái này là sạc dự phòng 10.000mAh ha. Cái này là sạc siêu nhanh nha anh em. Nó sử dụng cái chip nè. Đó, cái chip 2R2 nè, siêu nhanh nha. Cái này của thương hiệu Subbang. Nó Subbang là thương hiệu của Nhật nha anh em. Rồi thì cái này nó cũng khá là hay, sạc là sạc nhanh, nó gấp đôi những cái sạc bình thường, tức là cái thời gian nó rút ngắn một nửa của thời gian bịt sạc bình thường thôi. Ở đây nó có hai cái đầu USB nè và một cái đầu Type-C. Nó cho anh em sạc nha. Và đây nó có báo phần trăm pin luôn nè. Đó, anh em bấm đây là nó hiển thị phần trăm pin còn lại để anh em biết được cái cục sạc này đang còn bao nhiêu pin nha. Và ở đây nó có chế độ đèn luôn nha anh em. Đó, khi anh em nè, đó anh em bật lên nè thì nó có chế độ đèn này, cấp độ 1 nè, cấp độ 2 sáng mạnh nè, cấp độ 3 sáng mạnh nữa nè, cấp độ 4 là nó cái cấp độ báo động SOS ha. Nó khá là tiện lợi ha, anh em có cái cục sạc dự phòng này mang theo thì lỡ điện thoại mình có hết pin hay gì đó thì mình cũng xài được rất là ok luôn nha anh em. Rồi thì cái sạc dự phòng này 10.000mAh thì bên em đang bán với giá là 350 nha anh em. 350k nha. Đó, khá là ok cho anh em luôn. Thì anh em nào mà mình đang có nhu cầu tìm sạc dự phòng mà loại nhỏ gọn thì anh em xài cái viên này nha. Đi kèm có luôn cái cáp sạc cho anh em mình để anh em sạc đầy cái cục sạc dự phòng nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá sử dụng điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em, thì cái mẫu máy thổi lá này là nó sử dụng điện 100V ha, công suất là 400W. Rồi, đi kèm nó là gọn gàng như vậy, anh em ghim vô điện là mình xài thôi, nhưng anh em lưu ý là điện của Nhật là điện 100V nha. Nó gồm cho mình hai cái phụ kiện là một cái ống này để anh em thổi nè, còn nếu như anh em mà mình muốn hút á, mình muốn hút bụi á thì tại cái máy này nó đa năng luôn, mình mở cái này ra, mình đưa cái này về đây. Đó, cái đầu này. Rồi mình cắm cái ống vô trong đây. Đó, thì nó sẽ hút bụi, nó hút bằng cái đầu ngang ở dưới đây và nó đựng bụi ở trong đây. Nó khá là tiện lợi cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu máy này là máy hút thổi bụi đa năng. Đó, vừa hút và vừa thổi luôn. Rồi thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá chỉ có 320k thôi, tình trạng là hầu như chưa qua sử dụng luôn anh em. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn ha. Rồi, ok anh em, 320k điện 100V, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Ở đây thì em lên cho anh chị em là một cái giá đỡ điện thoại trên ô tô ha. Đây là cái giá đỡ điện thoại trên ô tô mà em đánh giá là xịn nhất hiện tại luôn nha. Đây là cực kỳ xịn, cực kỳ ngon luôn. Những anh em nào mà mình đi ô tô nhiều, mình hay sử dụng điện thoại để mà xem Google Maps hoặc nghe nhạc đâu đó, thì đây là một cái giá đỡ điện thoại rất tuyệt vời luôn nha anh em. Em rất là, nói chung là em rất là thích cái giá đỡ điện thoại này luôn. Anh em nhìn cái kết cấu chi tiết đó nha. Nó bằng kim loại, nó có những cái trục, nó có những cái trục bằng kim loại rất là xịn luôn. Rất là xịn, nói chung là một cái này là anh em mình mua mình có thể xài là cả đời luôn nha anh em. Đó, cái này nè, nó có những cái khóa trục cực kỳ cứng luôn mà nó xịn đó, cho nên là khi mình để trên xe mình chạy nó không có bị rơ. Có đôi khi á trên xe mình chạy mua những cái đồ dẫm dẫm nó rơ, nghe nó rè rè rất khó chịu. Còn đây là cái miếng hít của nó nè. Miếng hít này thì anh em có thể mình để mình hít trực tiếp ở trên cái kiến xe đó anh em. Ở trên cái gương phía trước xe mình á, để quay xuống để mình treo điện thoại nha. Cái miếng này là hít cực kỳ mạnh luôn anh em ha. Đây nè, em cho hít thử cho anh em coi nha. Để xuống đây. Thì khi mình để xuống á, là đây nó có cái khóa nè. Anh em khóa lại, rồi hít nè. Nó em dỡ cả cái ghế này lên luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ xịn luôn nha. Đó. Còn những cái đầu này á là nó có thể điều chỉnh nè, nó có 3 trục xoay nè. Anh em thấy nó xoay bằng cái trục thứ nhất nè, trục thứ hai nè và trục thứ ba là nằm ở trên đây nè. Đó, cho nên là xoay cả thể loại nào cũng rất là ok nha. Các thể loại cho anh em luôn, cực kỳ xịn nha. Rồi còn ở đây á là anh em kẹp điện thoại, ví dụ mình kẹp điện thoại thì ở đây nó có cho mình cái khóa nè. Chỉ cần mình bóp này. Đó là nó sẽ mở ra, nó kẹp được cái điện thoại cho mình thôi. Đây em kẹp thử cái điện thoại cho anh em mình coi luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn nha anh em. Đó. Rồi, ở đây những cái trục này thì mình cứ khóa lại. Đó, mình muốn cho nó xoay như thế nào thì nó xoay như thế đó. Xoay ngang, xoay dọc, xoay lên, xoay trái, xoay phải, xoay xuống gì đó. Cái thể loại nào nó cũng cân được hết luôn. Rồi, thì cái này á, em sẽ test thử cái khả năng nó để trên xe ô tô cho anh em mình coi luôn nha.
Rồi thì em vừa test xong cái khả năng cũng như cái hiệu quả làm việc của cái giá đỡ điện thoại trên ô tô này, rất là xịn sò nha. Thật ra là không chỉ trên ô tô mà trên những cái bề mặt phẳng anh em. Nó trên những cái bề mặt phẳng thì mình đều có thể cho nó hết vô được như vậy luôn nha. Đó thì mình có thể để trên ô tô hoặc là trên bàn, miễn là mặt phẳng là được nha. Rồi thì cái giá đỡ điện thoại này bên em đang bán với giá là 370.000 anh em. 370.000, rất là xịn sò cho anh em luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu giá đỡ điện thoại trên ô tô loại này thì cứ vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha anh em. Rồi ở đây thì em lên tiếp cho anh em là mấy cái đầu khò ga anh em ha. Nó đầu khò ga có đánh lửa tự động luôn nè anh em. Đó, nó có đánh lửa tự động luôn ha. Anh em chỉ việc là mình gắn vô bình ga mình xài thôi. Còn ở phía sau là anh em chỉnh ga nè, nó lượng ga lớn nhỏ anh em ha. Rồi thì cái lô này nó rất là xịn sò cho anh em mình nha. Nó cái lô này thì giá của nó chỉ có 60k một cái thôi. Đó, hàng nội địa Nhật mà giá có 60k thôi nha anh em. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó đầu khò ga nội địa Nhật giá 60k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là một cái giá đỡ ha. Đây là cái giá đỡ laptop nha. Thật ra là laptop, iPod, iPad gì đó, nó anh em có thể để lên được giá đỡ được hết luôn nha. Cái này là nó làm bằng kim loại nha anh em, chắc chắn lắm ha, chứ không phải bằng nhựa, bằng kim loại, cho nên nó rất là xịn sò. Thì anh em khi gấp gọn lại là nó như vậy thôi. Còn anh em muốn để iPod, iPad gì đó thì mình chỉ việc mình mở ra này thôi. Còn phần này mình dựng lên. Đó. Thì anh em thấy ha, mình muốn để cái độ như thế nào thì mình chỉ việc mình chỉnh cây phía sau thôi. Nó mình để nó nghiêng nhiều, nghiêng ít, nghiêng cao hay gì đó thì mình chỉ việc mình chỉnh hai cây phía sau này lên thôi. Ở đây nó có mấy cái cử cho mình, nó có mấy cái cử lỗ cho mình để mình chỉnh nha. Rồi cái này thì rất là đẹp luôn anh em ha. Đó, thí dụ em để cái này lên nè, đó, để này lên cũng được nè. Đó, và em để iPod, iPad gì lên cũng được, nó để nghiêng, để dọc, để cái gì theo mình muốn để mình có thể xem hoặc là ngồi để xem cho nó rõ hoặc là như thế nào đó thì rất là ok ha. Còn xài xong thì mình chỉ việc là mình xếp nó lại thôi. Đó, cái này thì nó là của thương hiệu là Kamitsu nha anh em. Đó, Kamitsu của Nhật, nó rất là xịn cho mình luôn nha. Đó, cái này là ngon. Nói chung cái này anh em xài là suốt đời luôn á. Mua cái này là xài suốt đời, xài tới là mắc thôi chứ nó không hư đâu nha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 150 nha anh em. 150k một cái giá đỡ iPad như vậy nha. Anh em nào mình đang có nhu cầu, mình cần tìm cái giá đỡ điện thoại để ngay iPad rồi laptop gì đó thì là ok ha. Cái này thì iPad với laptop thôi, điện thoại thì nó hơi to. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cặp kềm của Nhật ha. Cái này gọi là cái hàng mà siêu cao cấp luôn nha anh em. Rồi đây là cái cặp kềm của Nhật, nó gồm hai cây. Đó, một cây cây là kềm cắt, một cái cây là kềm mỏ bằng. Đó thì cái này là cái size lớn anh em ha, nó dài hơn gang tay của em nè. Đó thì nó khoảng là 200 mm. Đó, mà cái này á, thì nó là size lớn, nó rất là xịn anh em ha. Và cái này nó sản xuất tại Nhật luôn anh em. Đó, sản xuất tại Nhật nha. Và cái này là cái thương hiệu rất là xịn ha, Fujiya, sản xuất tại Nhật luôn nha. Đó, rồi thì anh em mình thấy ha, nó đây nè. Anh em nhìn được cái lưỡi cắt của nó ha, với lại cái thiết kế của nó là anh em thấy rồi, cái độ hoàn thiện rất là tuyệt vời. Rồi thì cái này nó gồm là hai cây, em bán một bộ là hai cây nha anh em. Đó, một bộ là hai cây, gồm một cây kìm mỏ bằng và một cây kìm cắt. Vật liệu là không thể thiếu của những anh em làm thợ hoặc là thợ điện hay là sử dụng gia đình rồi nha. Đó, rất là xịn, rất là đẹp nha. Rồi thì cái cặp này thì bên em đang bán với giá là 600k nha anh em. 600k một cái cặp kìm rất là xịn như vậy nha. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm tới cặp này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em cái cần tiếp ha. Đây là cái cần tiếp cần lực của Astro Rodup nè. Đó, Astro Rodup này là cái thương hiệu là của Nhật nha anh em. Thương hiệu bu lông ốc đồ của Nhật nè. Cái này thương hiệu rất là xịn sò nha anh em. Rồi thì mình cứ mình dặn, ví dụ như con ốc bao nhiêu newton thì mình cứ dặn theo cái này. Nó cái thông số này là mình mở ra thôi. Rồi thì cái này á là nó đầu thông dụng 1/2 anh em. Trên đây nó có đảo chiều luôn nha. Nó thì như em nói ha, em quay thì em đều nói với anh em rất là rõ nha. Cái hàng nội địa Nhật thì thường á, khi anh em muốn kiểm tra là cái đồ sử dụng nhiều hay không thì mình coi cái mũi, cái khoang thì mình cũng coi cái mũi, và cái này mình cũng coi cái đầu này nè. Ví dụ như cái đầu em, theo em đánh giá thì cái này là người ta xài lướt thôi. Đó, xài lướt một vài lần thôi, nó không nhiều.
mình nhìn cái đầu này mình biết, bởi vì khi người ta xài nhiều thì đầu này nó bị trầy rất là nhiều nha. Còn khi mà cái hàng nội địa Nhật mà mình nhập về anh em, nó không có cái hộp thì nó để ở ngoài nó cả qua cả lại thì cái phần này nó trầy là bình thường nha. Đó chứ không phải nó như, nhưng mà cái này thì em đánh giá nó còn rất là đẹp nha. Rồi cái cây này thì bên em đang bán với giá là 750 nha anh em, 750k. Dạ rồi, ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái máy hàng gia đình nha. Đó, máy hàng sử dụng gia đình, cầm tay, nó gọn gàng, có dây đeo đàng hoàng luôn cho anh em nha. Cái máy này tương đối nhẹ nha anh em, đi kèm nó đầy đủ các phụ kiện như là dây điện, thí dụ cái đề điện 220 nha. Đó, đây là máy hàng Sasuke, điện 220. Đó, nó sử dụng thí dụ như anh em kẹp que thông dụng là 3 ly trở xuống là ngon lành luôn nha. Rồi, đi kèm nó có là dây kẹp que, dây kẹp mát nè. Nó cái mặt nạ hàng nhẹ nè. Rồi, với lại dây kẹp que, kẹp mát cũng như là dây đeo nè. Đó, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn nha. Những anh em mà không biết gì về hàng cũng vẫn xài được luôn nha. Về chỉ cần cắm dây vô đây, phía sau nó có công tắc on off nè. Đó, mình mở công tắc lên rồi mình kẹp cái que vô. Còn ở đây á, là mình chỉnh lửa. Đó, mình chỉnh thí dụ như là mình hàng mà nó chảy nhiều quá, nó bị lủng lỗ á, thì mình giảm cái lửa lại. Để khi nào mà nó hàng vừa cháy được cái que, vừa cháy được cái que và cái miếng kim loại của mình không bị lủng nữa là ok. Đó, thì cái máy hàng này ai cũng xài được hết á, sử dụng gia đình là ngon lành nha. Hoặc anh em làm thầy thợ mà leo trèo á, trên cao sử dụng cái máy này cực kỳ tuyệt vời luôn, độ bền rất cao nha anh em. Cái máy này em xài 4 năm rồi ha, em xài là khoảng gần 4 năm rồi mà vẫn còn rất là ngon nha. Cho nên em nói là anh em sử dụng rất là tuyệt vời. Rồi, thì cái máy hàng này giá của nó là 1.250.000 nha anh em. À rồi, trong cái kiện hàng Nhật đợt này về em về được cho anh em là một số cái bộ sạc nhanh ha. Đó, cái này là sạc nhanh của điện thoại là iPhone nha anh em. Đó, đây. Thì nó gồm là cho anh em mình là một cái củ sạc nhanh ha. Với lại một cái cáp. Đó, cáp này thì là cáp Lightning của iPhone. Đó, thì cái này là cái công suất của nó là 20W anh em ha. Đó, cái công suất của nó là chuẩn 20W ha, cho nên nó sạc rất là nhanh nha anh em. Đó, cái thời gian sạc thì nó chỉ có một nửa của những cái sạc chậm thôi. Nó rất là nhanh và rất là xịn, và cái này là chưa có qua sử dụng luôn. Đó, một bộ như vậy là 90k nha anh em. Đó, một bộ như vậy là 90k bộ sạc nhanh của iPhone ha. Đó nè, đầu Lightning nè. Rồi còn cái cốc của nó là cốc TC. Rất là xịn sò nha. Rồi, dành cho điện thoại iPhone. Rồi, 90k một bộ như vậy nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, cái này hãng bán là khoảng 200-300 ngàn một bộ á. Rồi, ok anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là một cái máy massage cầm tay. Đó, đây là máy massage cầm tay của thương hiệu Sakai nha. Đây, để em quay vô cho anh em mình coi đi. Rồi, đây là máy massage cầm tay của thương hiệu Sakai, chính hãng Sakai nha, Made in Japan. Đó, thì cái máy massage này là nó là size lớn nha anh em. Đó, nó size lớn cho nên cái lực đấm của nó rất là mạnh nha. Đi kèm của nó là nó gồm cho anh em mình là 4 cái đầu nha. 1, 2, 3, 4 này mình xài cái đầu nào thì mình chỉ việc mình gom vô thôi, ghim vô thôi. Đó, đầu này là đầu bằng nha. Còn ở đây anh em có thể xài cái đầu mà thông dụng em hay xài nè, là cái đầu tròn. Đó, đầu này thì có thể đấm bóp tay, chân, đồ các thể loại luôn nha. Đó, đây nè. Đã lắm anh em ơi, đấm bóp lưng, cổ, vai, gáy đồ rất là ok nha. Đó, rồi ở đây nè. Ở đây nó có 6 cấp độ nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Đó, thứ 7 là tắt. Rồi, thì anh em xài cái đầu nào thì anh em gắn vô nha. Nó có cái đầu chữ U nữa nè. Đó, rất là ok, rất là tuyệt vời. Rồi, cái này là nó sử dụng cái nguồn điện sạc rất là đa năng nha anh em. Nó sạc được là điện là từ là 100V cho tới là 240 luôn. Thì điện nào cũng xài được nha. Nó mình chỉ việc mình sạc đầy pin rồi mình sử dụng thôi. Đó, thì cái máy này, massage Sakai này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. 400k một cái máy massage như vậy. Đó, anh em nào quan tâm cái mẫu máy massage này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái cưa lọng ha. Cưa lọng gỗ cầm tay. Đó, cưa lọng gỗ cầm tay nè. Made in Japan cho anh em luôn nha. Rồi, cái này cưa lọng cầm tay này nó cũng tương đối, nó nhỏ thôi, nó không có lớn nha anh em. Đó, nó nhỏ thôi nè, nó cái lưỡi cưa khoảng gang tay em thôi. Thì cái này nó dành cưa những cái vật liệu nhỏ, những cái đồ mỹ nghệ hoặc những cái vật liệu nhỏ nha. Nhưng mà ở đây nó được cái là nó có cho mình là 5 cái lưỡi nha. Lưỡi cắt gỗ nè, lưỡi cắt gỗ và cắt hộp, cắt cái plastic nè.
Đó, rồi cái này là cắt metan, metan là sắt nha anh em. Còn cái này là cắt iron, iron cũng là sắt ha. Đó, thì nó có thể cắt gỗ thì nó sẽ cắt được nhựa, rồi cắt ba cái lặt vặt thì mình xài cái vật liệu nào thì mình gắn cái lưỡi đó vô. Đó, đây, của Japan này. Đó, anh em thấy không? Chữ Japan nè. Rồi thì cái này tình trạng cũng chưa có qua sử dụng nha anh em, chưa xài nha. Còn cái hộp này luôn, bên em bán với giá là 195k nha anh em. Đó, 195k. Và tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái kéo nha. Đây là kéo cắt xương gà nha anh em. Đó, cái kéo này là kéo cắt xương gà thì nó có thể cắt được những cái xương cứng hoặc là nhiều mà để dành cho anh em mần cá rồi ha. Nó đại khái là nó sẽ cắt được những cái đồ cứng đi cho anh em mình sử dụng nha. Rồi thì cái kéo này chiều dài của nó cũng khoảng là 25 nha anh em, hơn 25 nha. Rồi cái kéo này thì bằng thép không rỉ nha. Rồi cái kéo này bên em đang bán với giá là 170k nha anh em, 170k. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bơm ô tô. Đây là bơm ô tô sử dụng tẩu 12V nha anh em. Đó, anh em cắm cái đầu này trực tiếp vô trong cái tẩu của xe ô tô là anh em bật cái nguồn lên là nó sẽ bơm thôi. Thì một đầu á là anh em nè, cái đầu này á là mình dặn vô trong cái kim vòi xe ha. Khi mình đi đâu đó ở ngoài đường mà xe bị lủng bánh, xì bánh, mềm bánh gì đó thì mình cứ cắm cái này vô trong cái kim vòi xe, rồi mình cắm cái này vô trong cái tẩu của xe ô tô, rồi mình bật công tắc lên là nó sẽ tự động nó bơm cho mình thôi nha anh em. Đó, cái này nó rất là tiện lợi, gọn gàng nha, để trên xe rất là tiện luôn. Khi mà mình đi đâu, đi dọc đường mà có sự cố thì mình sẽ có cái để mình xử lý nha. Rồi, cái này là cái không thể thiếu của anh em sử dụng xe ô tô nha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 380k nha anh em. 380k một cái bơm. Đó, đây là cái bơm xe ô tô. 380k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái giá đỡ điện thoại nha anh em. Đây là cái giá đỡ điện thoại rất là xịn sò ha. Cái này nó làm bằng kim loại luôn nha. Cái này thì nó là của thương hiệu là Kamisu nha anh em. Đó, Kamisu rất là xịn sò ha. Nó làm bằng kim loại cho nên là nó rất là xịn anh em á. Nè, khi mình để cái điện thoại lên đây ha, anh em có thể xây nè. Đó, nó có thể xây được nè. Rồi, xếp gọn thì quá là tuyệt vời. Rồi, còn xài thì mở ra. Rồi, anh em xài cái độ như thế nào thì anh em điều chỉnh ha. Cái độ nghiêng của cái điện thoại đó. Rồi, khá là ok nha anh em. Rồi, thì cái này á, thì bên em đang bán với giá là 170k nha anh em. Điện thoại hoặc là máy tính bảng đều là anh em xài được hết nha. Rồi, cái này thì 170k, tình trạng là chưa qua sử dụng nha. Anh em mình quan tâm thì mình inbox giùm em. Rồi, tiếp theo thì ở đây, đó, nay em về lại cho anh em là cái chảo tổ ong chống dính ha. Đó, đây, đây là chảo tổ ong chống dính của thương hiệu là Yoshikawa, Nhật Bản nha anh em. Đó, cái chảo này thì cái size tương đối rất là lớn ha anh em. Cái size lớn này là nấu ăn cho cả gia đình là dư sức nha anh em. Đó, cái này là em đo sơ cái đường kính của cái chảo này luôn. Đường kính là 32cm nha anh em. Đó, ở trong đây là nó thiết kế là tổ ong ha. Nó làm cái tổ ong rất là đẹp mà rất là chắc chắn nha. Rồi, thì cái chảo này thì nó sử dụng được bếp từ, bếp ga, đồ bếp hồng ngoại, được các thể loại bếp nha. Bếp nào cũng xài được. Rồi thì cái chảo này thì bên em đang bán với giá là 220k nha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha. 220k một cái chảo chống dính như vậy nha. Rồi, tiếp theo sẵn vậy ở đây em lên cho anh em một cái cây vá luôn nè. Đó, cái cây này cây vá ha. Đó, cái vá này là vá to nha anh em. Đó, anh em nè, coi cái bàn tay em nè. Đó, đại khái em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi, kích thước chiều ngang của nó là 15cm nha anh em. Còn chiều dài của cái phần lòng vá này là 19 ha. Còn tổng chiều dài của cái vá này luôn á là 42cm. Đó, nói chung là nó tương đối lớn nha anh em. Cái vá này nó làm cán gỗ rất là đẹp ha. Cái này là của thương hiệu là Hanako. Đó, cái này là của thương hiệu Hanako Nhật Bản nha anh em. Rồi, ok, cái vá này thì bên em đang bán với giá 120k nha anh em. 120k một cái vá như vậy nha. Đó, khá là ok. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là cái set muỗng nha anh em. Cái set muỗng này là của thương hiệu Đức nha. Đó, set muỗng 5 cái. Nó gồm 5 cái muỗng ha. 5 cái thì nó giống nhau thôi. Đó, set muỗng inox 5 cái. Đó, thì cái này ha, nhà nào cũng cần. Nhà nào cũng cần. Một cái set 5 cái như vậy là giá của nó là 120k nha anh em. 120k. Cái set muỗng 5 cái này thì giá của nó là 60k chứ. Đó, giá của nó là 60k nha anh em. Đó, em nói nhầm. Đó, set muỗng 5 cái thì giá 60k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Dạ rồi, em mới về cho anh em lại là một cái lô
sạc tẩu xe ô tô nha anh em. Đó, cái này là sạc nhanh ha, sạc nhanh 4.8A luôn nè. Nó sạc nhanh 4.8A thì trong đây là nó có một cái tẩu sạc. Đó anh em thấy không, đây là cái tẩu sạc này anh em cắm trực tiếp vô trong cái xe ô tô của mình, trong cái tẩu xe ô tô mình, và nó chia cho mình được là hai cái đuôi USB. Đó, cái nào là cũng nè, cái này là 4.8A ha, sạc rất là nhanh nha anh em. Còn một đầu còn lại thì anh em chỉ việc mình ghim vô thôi. Còn đây nó chia ra cho mình ra ba cái cổng để mình sạc điện thoại nha. Ví dụ cái này là micro để sạc Samsung nè, Type C để sạc Samsung nè, còn cái này Lightning để sạc iPhone nè. Nói chung ba cái chui này là hiện tại là ba cái chui thông dụng nhất hiện tại nha anh em. Đó, rồi anh em có thể sạc được mọi thiết bị bằng mấy cái chui này luôn. Rồi thì một bộ này trọn bộ nó tình trạng là mới chưa qua sử dụng như vậy luôn anh em, full hợp như vậy, giá là chỉ có 170k thôi. Đó, 170k một cái bộ tẩu sạc nhanh trên xe ô tô nha. Rồi anh em nào mình quan tâm tới bộ này thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin cho em nha. Giờ ở đây em lên cho anh em là một cái máy lọc không khí dành cho trên xe ô tô nha anh em. Những anh em nào mà mình có xe ô tô thì mình phải có một cái máy lọc không khí này ở trên xe để cho nó lọc bụi bẩn, nó lọc cái mùi hôi, nó ion hóa không khí cho mình, cho nó bảo vệ sức khỏe của mình nha anh em. Đó, thường cái xe ô tô mà anh em chạy lâu ngày nó hay bị hôi á, thì mình phải có cái máy lọc này thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó, cái này là của thương hiệu là Hyundai anh em, nó hàng của Hàn Quốc nha. Rồi thì cái máy lọc này cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó có cho mình một cái khe nè, nó đi kèm nó có cái cáp cho mình luôn, anh em chỉ cần cắm cái cáp này vô với là cái đầu USB là anh em sử dụng thôi. Rồi ở trên đây nè, nó có cho mình một cái lưới lọc ha, lưới lọc này có than hoạt tính luôn anh em. Đó, cái lưới lọc này á, thì trong cái quá trình mình sử dụng nó sẽ lọc bụi bẩn qua bên đây. Mình xài thời gian thì mình mở ra, mình vệ sinh cái lưới lọc này lại. Nó khá là ok nha. Rồi thì cái máy này á, thì nó hoạt động rất là êm. Nó công tắc on off thì nằm đây, nó hoạt động cực kỳ êm mà thiết kế cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái máy lọc không khí trên xe ô tô này á, thì bên em đang bán với giá là 590 nha anh em. 590k, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Đó, anh em mình cần thì inbox cho em. Và cái này nó cũng hay ở chỗ là ở đây nó có cái khe này anh em. Anh em mở cái này ra, anh em có thể là bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Nó mình bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Trong cái lúc mà nó lọc không khí thì nó trao đổi cái không khí ra vô á, thì nó sẽ có thêm cái mùi tinh dầu nữa, thì mình cũng sẽ rất là dễ chịu. Nhưng tùy theo anh em thích thì bỏ, không thích thì không bỏ cũng được nha. Rồi, cái này thì giá là 590 nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái cây thước nha. Đó, đây là cái cây thước. Đó, thước lá nha, thước lá độ dày của nó là 45cm ha. Nó đo được hai thông số, một là cái cm nè anh em thấy không, còn hai là inch nè. Inch này là để châu Âu hay đo inch, còn ở châu Á mình thì đo cm. Rồi cái này là của thương hiệu là Niigata Nhật Bản anh em. Đó, đây Made in Japan luôn. Đó, và cái này là thép không rỉ và nó là có số hai mặt luôn anh em, cho nên mặt nào mình sử dụng cũng được. Anh em mua một cái cây thước này anh em chỉ có làm mất thôi chứ không bao giờ hư nha. Đó, cây thước này là anh em xài cả đời cũng không hư nha, chỉ có làm mất thôi. Đó, nó rất là xịn sò ha. Rồi thì cái cây thước này bên em đang bán với giá là 80k một cây nha anh em. Đó, độ dài tối đa là 45cm ha. Đó, hơn hai gang tay của mình nha, hai gang của mình là có 40 thôi, cái này thì là 45. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới mẫu thước này thì inbox hoặc nhắn tin cho em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ kìm cắt móng tay rất là đẹp ha. Đó, đây là cái thương hiệu kìm cắt móng tay của Đức nha anh em. Nó gồm 3 cái kìm. Cái thứ nhất nè, là gồm một cái kìm cắt móng tay. Đó, đây là kìm cắt móng tay nha anh em. Đó, ở đây nó còn cái siêu luôn, em chưa lột ra nha. Rất là đẹp. Rồi, đó, đây là cái thứ nhất ha, có thể cắt móng tay nè. Rồi tiếp theo là cái cây thứ hai to hơn thì anh em có thể là cắt móng chân nha. Đó, thì mình nói có thể thôi chứ thật ra là anh em khi mình cắt cái nào phù hợp thì mình xài thôi. Rồi, rồi tiếp theo là cây thứ ba. Đó, cây thứ ba này á, là nó là cắt xéo, tức là anh em dành cho anh em cắt xéo hay cắt khóe hay cái gì đó. Rất là ok luôn nha anh em. Đó, tình trạng rất là đẹp luôn, mình có thể mua để sử dụng nè. Nó để trong nhà ai cũng cần hết móng tay thì ai cũng, cái nhu cầu của ai cũng có hết rồi. Đó, mình mua mình để mình sử dụng, hoặc mình có thể mình làm quà, mình biếu hay là cái gì đó cũng rất là ok nha. Thì cái bộ này á, giá rất là tốt luôn, chỉ có 190.000 thôi anh em. 190k một cái bộ kìm cắt móng tay như vậy nha, của thương hiệu Đức nha anh em.
Rồi ở đây em lên cho anh em là một cái Victorle phun sơn nha anh em. Đó, đây là Victorle phun sơn hàng nội địa Nhật, rất là xịn cho anh em mình luôn nha. Rồi thì đại khái cái Victorle này á, là nó sử dụng cái bình của nó là 400cc. Thì anh em mua về chỉ việc là mình bỏ nước sơn vô đây thôi, mình pha ra rồi mình xài thôi. Cái đầu của nó là đầu 1.5 nha anh em. Nó cái bét của nó là 1.5 cho nên nó phun ra cũng tương đối rất là mịn nha. Rồi thì cái này á, thì ở đây nó có chỉnh nè, chỉnh gió và chỉnh lượng sơn ha. Rồi còn cái này là cái van hơi anh em cắm vô máy nén khí anh em sử dụng nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. Nó Victorle phun sơn này là 350k. Rồi anh em nào quan tâm mẫu Victorle này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À rồi ở đây thì em lên cho anh em là cái bao tay làm vườn nha. Đó, cái bao tay này nó rất là hay anh em ha. Rồi nó gồm là một cặp bao tay. Đó, cái bao tay này nó làm bằng cao su anh em ha. Khi anh em làm á thì những cái cỏ rác đồ thì nó sẽ không có, đó, nó sẽ không có làm trầy tay của mình được, để dành cho anh em mình làm vườn ha. Anh chị em, cô chú bác rồi làm vườn á, xài rất là ngon. Đó, một cái bao tay. Bên đây thì nó là bình thường ha. Đó, rất là bám nha anh em. Cái bao tay này nó rất là bám để anh em mình có thể cầm được ha, những cái vật dụng khác để mình làm. Còn cái bao tay phải á, thì nó sẽ có luôn cho mình mấy cái gấu này. Đó, cái gấu này dòm á, là để anh em, thí dụ như anh chị em mà trồng cây rồi cái gì mình sắn mình đào ha, hoặc mình bươi đất rồi á, nó rất là ngon ha. Thay vì anh em làm nó sẽ vô trong cái móng tay của mình, thì những cái bao tay như vậy thì nó sẽ bảo vệ cái tay của mình khi mình làm vườn nha. Đó, rất là hay luôn nha. Đó, anh em coi nè. Đó, nó rất là nhám ha. Nó nhám để mình có thể mình cầm đồ rồi chắc chắn nha. Rồi, bao tay này thì em bán một lần là 3 cặp nha anh em. Đó, 3 cặp bao tay này là 100k nha. Đó, thì đâu đó nó có 30 mấy ngàn cái một cặp thôi. Đó, thì em bán một lần là 3 cặp ha. 3 cặp là 100k nha. Anh em nào quan tâm tới mẫu bao tay làm vườn này thì inbox cho em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu rìu của Mỹ nha anh em. Đó, mẫu rìu của Mỹ này em về lại ha, rìu cán nhựa của Mỹ ha. Đó, cái lưỡi thì nó cũng rất là sắc bén ha, chưa có qua sử dụng nha anh em. Một đầu búa nè, một đầu rìu, anh em đi rừng hoặc là anh em có thể sử dụng gia đình đồ khá là ok nha. Đó, mà mình trang trí nó cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái mẫu này á, là nó nặng nè anh em coi ha, nó nặng là nặng 600g nha anh em. Rồi giá là 220k một cây nha anh em, 220k một cây như vậy ha. Anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái máy đo huyết áp nha. Đó, đây là cái máy đo huyết áp, cái hàng khuyến mãi của sữa Ensure ha. Rồi thì cái này nó cũng khá là ok, ngon lành và xài cũng rất là được việc nha. Rồi thì anh em biết rồi ha, đây phụ kiện của nó nè, mở ra thì gồm là trong đây là nó sẽ có cho mình là một cái máy nha. Cái máy này thì anh em mua về chỉ việc mình lắp pin vô ha. Mình lắp 4 cái viên pin vô đây là mình xài nha anh em. Rồi, trước tiên là mình cứ lắp pin vô trước. Rồi, tiếp theo là tới cái phần là cái ống đeo tay. Nó cái ống đeo tay nó có một cái cọng dây, thì anh em lấy cái dây này, anh em ghim vô trong cái lỗ này. Đó, rồi còn cái này anh em đeo vô cổ tay mình. Mình đeo từ nè, nó có hướng dẫn nè ha. Đó, nó hướng dẫn là trên cái bắp tay hở khoảng cách là khoảng 2-3cm là tới đây. Hở xuống đây, nó là được, là mình đeo vô là mình xài thôi. Rồi trong cái lúc xài thì bật công tắc on off lên là mình xài ha. Rồi nó sẽ đo cho mình cái huyết áp ha. Thì anh em biết rồi ha, bây giờ đó là tình trạng sức khỏe nó mình nên có, gia đình nào cũng nên có một cái nha anh em. Bởi vì nó sẽ có một số bệnh liên quan tới huyết áp. Trước tiên thì mình có thể sử dụng cái máy đo này để mình loại trừ ra những cái bệnh nguy hiểm ha. Đó, cho nên là chỉ cần người lớn tuổi hoặc là gia đình nào cũng nên có một cái nha anh em. Giá cũng khá là ok, chỉ có là 350 thôi. Đó, nó đo được đo huyết áp với nhịp tim á. Rồi thì thí dụ anh em mà cái huyết áp của mình ổn định á, là khoảng là từ 10-12, còn hả trên 12 là cao, còn dưới 10 á, là thấp. Đó, còn nhịp tim thì trung bình thì khoảng từ là 70-90%. Đó, rồi thì đại khái em hướng dẫn sơ cho anh em thôi. Rồi cái máy này thì chỉ có là 350 nha anh em, 350k nha. Đó, máy đo huyết áp. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái kìm cắt ống nước nha anh em. Đó, đây là kìm cắt ống nước nè. Đó, đây có cái khóa này, mở ra rất là xịn sò nha anh em. Đó, thì anh em lưu ý nha, cái này là chính hãng của Kabushi Japan, rất là xịn. Thì cái này á, là nó cắt được cái size là 42mm, tức là những cái ống từ 42 trở xuống thì nó sẽ cắt được hết nha anh em.
Đó anh em mình nhìn những cái khớp nè, mình nhìn những cái khớp, cái răng với lại cái nước sơn nó là mình đã thấy rồi ha. Nó rất là xịn luôn anh em. Đó, thường những cái mẫu kèm các ống nước mình mua cái loại xịn thì mình xài cũng bền. Rồi, ok anh em, cái này thì bên em đang bán với giá là 180k nha anh em. Đó, 180k một cái kèm các ống nước như vậy. Tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái rìu. Đây là cái rìu dành cho anh em là sưu tầm nè, cắm trại, dã ngoại hoặc trưng bày cũng được, nó rất là đẹp nha anh em. Nó anh em nhìn vô thấy ha, cái cán của nó là cán nó bọc vải, bọc cái dạng như bọc chỉ dù á anh em, cầm rất là chắc tay nha. Rồi cái này thì đi kèm nó là nó có cho mình cái túi đựng luôn, cái túi đựng lưỡi nè cho nó an toàn á. Cái này tương đối rất là bén anh em, cái này là tương đối bén nha, bén như dao vậy đó. Đó anh em coi nè, cái độ mỏng của nó nè, nó bén như dao vậy đó. Rồi cái này á thì bên em đang bán với giá là 250k nha. Ở đây nó có mấy cái đầu cho anh em dặn mở ốc, ví dụ như đầu 3/8, đầu 1/2, đầu 5/8 ha. Đó, dành cho mở những cái con ốc đặc thù như vậy. Còn đây là em cầm trên tay là anh em cũng hình dung được là cái kích thước của nó rồi ha. Đó, tương đối bén nha. Rồi cái này chiều dài của nó là, để em đo chiều dài cho anh em mình luôn đi. Tổng chiều dài của nó là khoảng là 250 mm. Đó, tổng chiều dài là 250 mm nha anh em. Nói chung là nó tương đối bén, rất là xịn sò luôn cho anh em mình nha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 250k, 250k một cái rìu như vậy nha. Anh em nào quan tâm thì inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha anh em. Hôm nay em lên cho anh chị em một số các sản phẩm hàng nội địa Nhật và đồ gia dụng cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì đầu tiên thì anh chị em mình mới xem kênh của em lần đầu thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh nha. Rồi ở đây trong cái kiện hàng Nhật về, em về được cho anh chị em mình là một cái cặp đèn anh em ha. Đây là một cái cặp đèn trụ mình để, có thể để trong phòng bàn làm việc hay là mình để trong phòng ngủ. Đó thì đây là cái đèn mà trang trí anh em nha. Đó, đèn trang trí của Nhật ha, tình trạng của nó là nó mới chưa qua sử dụng luôn anh em. Một cặp duy nhất thôi. Đó, ở đây thì nó đi kèm nó có cái giấy cho mình luôn ha. Đó, nó có cái giấy hướng dẫn lắp ráp này. Cái này thì bên em đã lắp ráp rồi, nhưng mà khi gửi đến anh em thì em cũng sẽ mở ra, em bỏ lại vô trong cái thùng gọn gàng như vậy cho anh em nha. Rồi thì cái đèn này anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, nó rất là đẹp nha. Em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ đo chiều cao nha, tại vì nó là một cặp cho nên hai cái nó giống nhau. Rồi chiều cao của nó là 67cm anh em ha, khoảng 67cm, từ dưới đất lên là 67cm. Rồi chiều ngang, em đo chiều ngang của cái phần trên đây trước đi. Đó, cái phần trên đây rồi là 31cm anh em ha, cái phần này là 31cm. Còn cái chiều ngang của cái đường kính của cái lồng, chiều ngang đường kính của cái lồng đèn thì nó khoảng là 35cm, 25cm. Đó, 25cm. Thì cái đèn này anh em mình thấy nó rất là đẹp nha anh em. Ở đây nó làm cho mình ở ngoài là một cái lớp vải ha. Vải này nó có vẽ quả tiết hoa văn ha, cây hoa và cái con chim công nha, rất đẹp luôn nha. Rồi mặt sau thì nó không có dẻ nhưng mặt nào nó cũng đẹp hết á. Còn về cái phần ba chân của nó là cái chân trụ của nó ha, nó làm trụ là trụ ba chân. Và cái này á là nó làm bằng nhựa nha anh em, nó làm bằng nhựa cứng rất là đẹp nha. Đó, cái khung cũng bằng nhựa luôn nhưng rất là đẹp nè, anh em nhìn tổng thể nè mình thấy ha. Đó, rồi thì nó y như anh em xem, nó như thế nào thì nó như vậy. Rồi còn cái phần trên đây á thì cái này là nó có thể xoay được luôn nha anh em. Nó có thể xoay được nhưng mà thí dụ nó gặp gió nó mới xoay anh em ha. Nó thí dụ có gió em thổi vô nè. Đó, em thổi vô là nó sẽ xoay anh em ha. Đó, nó xoay thì khi nó lên đèn nó xoay nhìn rất là đẹp anh em ha. Nếu như nó đụng gió thì nó xoay. Rồi và cái này á là nó sử dụng điện là điện autovol nha anh em, tức là anh em xài điện 100 cũng được mà xài điện 220 cũng được luôn. Ở đây thì em cắm điện 220 cho anh em mình coi thử luôn ha. Đó, em cắm vô điện 220 luôn. Rồi anh em mình nhìn vô thấy rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Nè, cái này em thổi cho nó xoay nè. Đó, khi mà nó xoay anh em nhìn thấy rất là đẹp ha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, em thổi cái bên đây luôn nè. Rồi, ở đây thì em tắt thử đèn nè, em tắt thử đèn trong tối cho anh em mình coi ha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Ok, khá là đẹp anh em ha. Đó. Rồi thì hai cái cây đèn này là hai cây đèn của Nhật nha anh em. Nó nhập trực tiếp từ bên Nhật về, tình trạng thì chưa có qua sử dụng ha, chỉ có hai cây thôi.
Đó, chỉ có hai cây thôi, thì anh em nào mà mình quan tâm thì inbox giúp em nha. Thì một cặp đèn này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu nha anh em. Đó, cặp đèn này thì giá là 3 triệu rồi, chỉ có hai cây duy nhất và nó xài được điện là từ 100 cho tới 220 luôn. Nó rất là tiện lợi cho anh em nha. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô bánh xe chịu tải anh em ha. Siêu chịu tải của Nhật luôn. Đó, thì cái này là của thương hiệu là Nansin. Đó, đây, đây nè. Đó, thương hiệu là Nansin. Đó, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn anh em thấy không? Xanh bóng luôn nha. Rồi, anh em thấy ha, nó tải nè. Đây nè, nó có luôn cả cái phuộc ở đây nữa nè. Đó, siêu tải nha. Rồi, thì cái bộ bánh xe này nó tải được khoảng là 2 tấn anh em ha. Hơn 2 tấn nha. Rất nặng. Nói chung là 2 tấn, 2 tấn mấy gì đó. Rồi, siêu nặng luôn nha anh em. Rồi, thì cái bộ bánh xe này nè. Đó, anh em thấy ha. Cả 4 bánh. Cả 4 bánh thì đều có cái phuộc luôn nha anh em. Rồi, nó gồm là hai bánh cố định và hai bánh xoay. Đó, bánh xoay là bánh này nè anh em. Đó, bánh xoay là bánh này nè. Nó có cái đầu xoay anh em ha. Đó, khi là xoay nè. Đây, để xa xa ra cho anh em xem cho dễ nha. Đó, cái bánh xoay là bánh này nè. Nó có thể xoay được anh em ha. Tức là hai bánh sau á, nó lái á, cho nên là nó phải xoay. Rồi, ok. Thì cái này á, đây, cho anh em coi. Đó, rất là chắc chắn luôn nha anh em. Tình trạng là mới chưa có qua sử dụng ha. Đó, để đi kèm nó có là cái phuộc nè. Đó, anh em mình nhìn vô là mình thấy nè, nó có cái phuộc ha. Rồi, siêu chịu lực nha. Đường kính của bánh xe là 150. Đó, đường kính của bánh xe là 150. Còn tổng thể từ ở trên cái bát này xuống tới với phần cuối cùng của bánh xe là 20. Tức là tổng thể là 2 tấc nha anh em. Đó. Rồi, tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng ha. Tổng thể là 2 tấc. Rồi, ở đây anh em thấy ha, nó có cái bạc đạn trong đây siêu xịn nha. Rồi, em đo luôn cho anh em coi cái độ dày của bánh xe nha. Đó, mới full hộp anh em ơi. Độ dày của bánh xe là 4.2. Đó, 42mm nha anh em. Rồi, còn cái bát này là cái bát để anh em mà bắt ốc hoặc là mình hàng nè. Đó, thì em đo luôn. Cái bát này chiều dài là 16cm, chiều rộng là 11cm nha. Đó, trọn bộ là gồm 4 bánh. Đó, trọn bộ là gồm 4 bánh nha anh em. Đó, 4 bánh là gồm là hai bánh xoay và hai bánh cố định. Tức là cố định thì nó cố định dày, còn xoay thì nó sẽ xoay được nè. Đó, anh em thấy không? Rất mượt ha, hàng mới mà. Rồi, hàng nội địa Nhật mà nó về được một lô mới này là kêu bằng siêu kinh điển nha anh em. Đó, rất là nặng luôn. Rồi, thì cái này sẵn vậy em cân thử cho anh em coi luôn. Cái này thì em cân thì em sẽ cân một bánh ha. Đó, thì 4 bánh nó như nhau thôi. Rồi, một bánh 6,2 kg. Đó, anh em thấy không? Một bánh là 6,2 kg nha. Đó, 4 bánh thì khoảng là 6 lần 4 là khoảng là 24 kg. Trọn bộ 4 bánh này là 24 kg nha anh em. Đó, cực kỳ xịn sò ha. Rồi, ok. Đó, mới chưa qua sử dụng nha anh em. Rồi, thì cái này á, nó thích hợp cho anh em làm những cái xe đẩy hàng mà đẩy chịu tải cao anh em ha. Nó đẩy chịu tải cao 2 tấn, 2,5 tấn rồi đó. Nó là anh em xài cái này rất là ngon ha. Đó, đẩy chịu tải cao nè, mình đẩy hàng nè. Hoặc là anh em có thể là đẩy cây cảnh. Đó, mình đẩy cây cảnh, chậu cảnh nè. Hoặc là tượng, những cái tượng nặng hay là cái gì đó. Rồi, rất là ok ha. Bữa giờ anh em kiếm rất là nhiều nhưng không có, nay mới có được một cái lô này. Rồi, thì trọn bộ 4 bánh nha anh em. Trọn bộ 4 bánh thì bên em đang bán với giá là 2,4 triệu. Đó, 2,4 triệu 4 bánh như vậy nha anh em. Đó, trời ơi, rất là đã luôn nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À, rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái kìm đa năng nha anh em. Đó, kìm này là kìm đa năng, nó dài là 215mm nha. Đó, kìm đa năng dài 215mm. Cái kìm này á, thì anh em nhìn thấy ha, mình có thể kẹp nè, có thể cắt nè, bấm cốt nè. Nó kẹp, cắt, bấm cốt và tuốt dây điện. Và cái kìm này là kìm rất là xịn sò của Nhật ha anh em. Đây là nó sử dụng cái thép là CRV nha. Đó, hàng chính hãng luôn, rất là xịn sò cho anh em mình ha. Tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn anh em. Rồi, thì cái kìm này bên em đang bán với giá là 230k. Đó, 230k một cái kìm đa năng như vậy. Nó màu cam nha anh em, của Nhật. Rồi.